Đường Tử Nặc cùng Tiền Tài nhìn nhau, ngầm hiểu, đem quả quả cùng đậu đậu giao cho Lôi thị các nàng, xoay người liền tò mò đi theo Kiều Xuân các nàng bước chân mà đi, nhìn các nàng bộ dáng kia, nhất định là nghĩ ra cái gì oai đưa tới đối phó Tiền Về, xem ra Tiền Về đêm tân hôn không yên ổn a. Bọn họ âm thầm dưới đáy lòng đồng tình Tiền Về, nhưng là, bọn họ càng tò mò kế tiếp sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Thật không hổ là Kiều Xuân mang ra tới nữ tử tiểu đội, quả nhiên, mỗi người đều không bình thường, này nháo động phòng vốn là nam tử sự, lúc này các nàng lại không cam lòng hạ xuống người sau, cư nhiên tham dự tiến vào, thật không hiểu là Tiền Về hạnh vẫn là bất hạnh. Hai người vừa mới bước vào Vũ Các liền nghe được tân phòng truyền đến từng trận tiếng cười, có lẽ là cảm thấy hai cái đại nam nhân ghé vào bên trong hơi xấu hổ, liền trộm vòng đến tân phòng mặt sau cửa sổ hạ. Hai cái liền như vậy ngồi trên chiếu, liếc nhau, toàn nhịn không, được cong môi cười nhạt, việc này nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ làm người ngã phá mắt kính, bọn họ hai cái đại nam nhân cư nhiên trốn hạ người khác cửa sổ hạ nghe lén, xảo nhi, đợi lát nữa ngươi cần phải phối hợp hảo, cũng không thể bởi vì đau lòng Tiền Về liền uổng cố chúng ta tỉ muội tình nghĩa nga. Kiều Xuân nhìn ngồi ngay ngắn ở tân mép giường duyên thượng xảo nhi, trước đó nhắc nhở nàng. Việc này đợi lát nữa nếu là không chiếm được nàng phối hợp, nhưng không dễ dàng tiến hành, đại tẩu, các ngươi muốn làm chút cái gì, cũng không thể quá mức nga, xảo nhi e thẹn chiều Kiều Xuân liếc mắt một cái, bắt giữ đến nàng đáy mắt chợt lóe mà qua tinh quang, không cấm có chút lo lắng lên, đại tẩu từ trước đến nay là cái chủ ý nhiều hơn người, đợi lát nữa không chừng sẽ nghĩ ra cái gì biện pháp tới trêu cợt Tiền Về, thủy quang nhộn nhạo đôi mắt đột nhiên sáng một chút. Kiều Xuân vảnh lên miệng, nhìn xảo nhi, bất mãn nói, xảo nhi, ngươi, cũng thật không đủ nghĩa khí, này mới vừa thành thân chỉnh trái tim liền toàn nhào vào Tiền Về trên người, ta này còn không có bắt đầu đâu, ngươi liền đau lòng, chúng ta này đó bọn tỉ muội, cũng thật chính là trái tim băng giá, nói, đôi tay vỗ về ngực, một bộ thương tâm bộ dáng, chúng tỉ muội thấy nàng như thế, liền tề ba ba phối hợp, mỗi người đều túc tăng cường mày đẹp. Oán trách chung bí mật mang theo chỉ trích nhìn xảo nhi đau đầu đều xoa xoa ấn đường, nàng này, không phải chỉ nói một câu nói sao, sao các nàng một đám như là nàng làm cái gì đại ác không tha sự tình giống nhau, hảo đi, các ngươi đợi lát nữa phải làm cái gì ta đều phối hợp, như vậy đủ nghĩa khi đi, xảo nhi bất đắc dĩ đôi tay một quán, nhún vai, nhẹ giọng nói, ân, xảo nhi thật đủ nghĩa khí. Chúng nữ sôi nổi như gà con mổ thóc gật đầu, khẳng định xảo nhi cách làm, cửa sổ hạ Đường Tử Nặc cùng Tiền Tài, ăn ý quay đầu đi, nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt đối Tiền Về. Đồng tình chi ý càng sâu, ai, đáng thương Tiền Về, lúc này liền nhà mình tức phụ đều không đứng ở hắn bên này, xem ra, hắn chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, không bao lâu, hơi say Tiền Về liền loạng choạng, giống như dẫm vân như đi vào Vũ Các. Mặt sau đi theo mấy cái ngày thường bạn thân, đưa hắn tới rồi Vũ Các đại sảnh, liền bị hắn hống đi rồi. Nương tử, ta tới, Tiền người về chưa tới, liền lôi kéo Trường Âm, vui dạo dực đi đến, ách đương hắn đầy mặt hạnh phúc bước vào tân. Phòng khi, nhìn trong phòng những cái đó tươi cười như hoa bọn nữ tử, đột nhiên khiếp sợ, dưới chân vừa chợt, ngạnh sinh sinh đánh cái lảo đảo, kinh ngạc nhìn các nàng, hỏi, Đường đại tẩu, các ngươi đây là, ha ha. Tâm không cấm răng rắc một chút, Tiền Về nhìn các nàng không có hảo ý tươi cười, trên trán chợt che kín tinh mịn mồ hôi. Tiền Về, hôm nay là ngươi cùng xảo nhi đại hỷ nhật tử, chúng bọn tỉ muội là riêng hướng các ngươi đơn độc tỏ vẻ chúc mừng, ngươi này phó. Biểu tình, khiến cho như là chúng ta muốn khi dễ ngươi giống nhau. Cong cong khóe môi, Kiều Xuân nhìn vẻ mặt lo sợ nhiên Tiền Về, như là bị ủy khuất dường như nói nhỏ. Nào có loại sự tình này, ta cao hứng còn không kịp đâu, Tiền Quy Về là tâm phi lên tiếng, trong lòng không cấm nói thầm, các ngươi bộ dáng này, nói rõ chính là muốn khi dễ ta a. Ngoài cửa sổ hai cái đại nam nhân, không khỏi than nhẹ một tiếng, song song lắc lắc đầu, đáng thương Tiền Về a, không có liền hảo, ta xem ngươi vào cửa nhìn thấy chúng ta liền không cười một chút, còn tưởng rằng ngươi không cao hứng đâu, Kiều Hạ tiếp thượng lời nói. Sát có chuyện lạ nói, ha ha, thật sự sẽ không, Tiền Quy vô nại, chính là xả ra một mà so với khóc còn khó coi hơn cười, khi nói chuyện, chiều tự mình nương tử đầu đi nghi vấn thoáng nhìn,
lại thấy nàng không rõ nguyên do lắc lắc đầu, sẽ không liền hảo, thừa dịp hôm nay ngày lành, chúng ta tưởng cùng ngươi chơi cái tiểu trò chơi, biết không, có thể không được sao, các ngươi đều như vậy, hắn nào dám nói cái không tự. Tiền Vệ Cường đánh y cười, gật gật đầu, một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, nói, Đường đại tẩu, ngươi tưởng chơi chút cái gì liền bắt đầu đi. Ha ha, Tiền Vệ, ngươi nên không phải là tưởng nhanh lên đem chúng ta đuổi đi, tưởng sớm một chút cùng xảo nhi cái kia đi. Kiều Xuân một bộ ngư không kinh người chết, thế không bỏ qua bộ dáng, toàn trong phòng người đều không cấm đỏ bừng mặt, quái giận. Nàng liếc mắt một cái, Tiền Tài vừa tức giận vừa buồn cười nghiêng đầu. Chiều Đường Tử Nặc nhìn thoáng qua, trong mắt có chút ý cười, có chút đồng tình, nhà hắn nương tử thật quả không phải giống nhau nữ tử, lời này cũng nói được, ai, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút trong phòng những người đó sắc mặt, có phải hay không đã hồng đến sắp bốc hỏa. Đường Tử Nặc còn lại là liệt khai miệng, lộ ra hai bài hạo sỉ, một bộ lấy thê vì vinh bộ dáng, ta nào có ý tứ này. Tiền Về liếc liếc mắt một cái trên giường xảo nhi, lắp bắp nói, Nga, ta vừa mới liền cùng xảo nhi nói, ngươi nhất định sẽ không gấp không chờ nổi, chúng ta còn đánh đố, ngươi đêm nay sẽ không, sẽ. Tiền Về nghe Kiều Xuân nói, không khỏi cả kinh, vội vàng tiệt hạ nàng lời nói, nàng muốn nói thêm gì nữa, đêm nay hắn cũng đừng tưởng lên giường ngủ, xảo nhi không tức giận mới là lạ, ha ha ha. Trong phòng tiếng cười, thẳng thoáng nóc nhà, bóc ngói mà ra, ngay cả ngoài cửa sổ, Tiền Tài cùng Đường Tử Nặc nghĩ Tiền Về giờ phút này bộ dáng, cũng không cấm bật cười lên. Tiền Về nghe được ngoài cửa sổ tiếng cười, vội vàng đi đến cửa sổ khẩu, đi xuống vừa thấy, tức khắc liền ngốc, như thế nào nhà hắn thiếu gia cùng Đường thiếu gia cư nhiên bắt đầu làm cửa sổ, hạ quân tử, này thật sự là có tổn hại bọn họ tốt đẹp hình tượng a. Nghĩ đến bọn họ vừa mới nghe đi vào nói, trên mặt không cấm hỏa thiêu hỏa liệu lên, thiếu gia, các ngươi như thế nào lại ở chỗ, này, nêu tới, liền vào đi, các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, cư nhiên ngồi ở cửa sổ hạ nghe lén. Kiều Xuân chiều y cười giạt rào bọn họ ngắm liếc mắt một cái, ra tiếng làm cho bọn họ tiến vào, dù sao, này kế tiếp sự, thêm một cái người càng tốt chơi một ít. Hạ Nhi, Đào Hoa, các ngươi vừa mới cũng nghe đến Tiền Về ý tứ, hắn tưởng sớm một chút kết thúc trò chơi, sớm một chút cái kia, cho nên, các ngươi mau đi đem đồ vật đều lấy vào đi. Kiều Xuân đối với một bên Kiều Hạ cùng Đào Hoa phân phó một tiếng, quay đầu, đối với trên giường Xảo Nhi chớp chớp mắt, Xảo Nhi nhìn Kiều Xuân ám chỉ, không cấm có chút hối hận vừa mới chính mình liền như vậy ứng hạ, khiến cho hiện tại chính mình là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Tiền Tài cùng Đường Tử Nặc đi đến, Kiều Xuân cùng Đào Hoa cũng cầm các nàng trước đó chuẩn bị tốt công cụ đi đến, khẩn nhíu mày sao. Tiền Về cùng Xảo Nhi nhìn Đào Hoa cùng Kiều Hạ trong tay đồ vật, không cấm mồ hôi tích lên, này, dùng tơ hồng hệ chỉ quả, tiểu nồi sắt, mặt trượng, này đó rốt cuộc là phải dùng tới làm cái gì à. Kiều Xuân nhìn quét đoàn người liếc mắt một cái, cười hì hì cầm lấy Kiều Hạ trong tay tiểu nồi sắt. Đối với mồ hôi lạnh ròng ròng Tiền Về, cười nói, Tiền Về, ngươi lại đây, đem cái này nồi bối ở trên lưng, bối cái này. Tiền Về giật mình ăn Kiều Xuân, này Đường đại tẩu rốt cuộc ở chơi cái gì à, cư nhiên làm hắn ở đêm đại hôn gánh tội thay. Tiền Về cầu cứu dường như nhìn về phía nhà mình tức phụ, Khả Xảo Nhi thấy hắn vọng lại đây, vội vàng thiên qua đầu, làm như không có nhìn đến. Tiền Về khổ ba ba nhìn kia non nồi sắt. Một bước tam dịch chuyển cọ đến Kiều Xuân trước mặt, nhận mệnh cong hạ eo, hảo đi, để sớm ôm tức phụ ngủ, hắn bất cứ giá nào, gánh tội thay liền gánh tội thay đi. Đường Tử Nặc cùng Tiền Tài bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đã trên lưng hắc hoa Tiền Về, đầu tiên là tỏ vẻ đồng tình lắc lắc đầu, sau tới, nhìn hắn kỳ lạ tạo, hình nhưng thật ra nhịn không được cười khẽ lên. Tiền Về, đừng nói đại tẩu cố tình trêu cợt ngươi. Đại tẩu cũng là vì làm Xảo Nhi càng thêm minh bạch, ngươi có bao nhiêu ái nàng, đợi lát nữa khó bảo toàn ngươi còn sẽ cảm tạ ta đâu, tạ ngươi, ta thiệt tình tạ ngươi, thỉnh ngươi thu tay lại đừng đùa, hảo sao. Kiều Xuân đương nhiên không có nghe được Tiền Về nội tâm kêu gọi, tiếp nhận Kiều Hạ đưa qua mặt trượng, nhấp miệng, áp lực tươi cười, nhẹ nhàng hướng nồi thượng gõ một chút, nói, đợi lát nữa. Ta gõ một chút liền sẽ hỏi một cái có quan hệ với ngươi cùng Xảo Nhi vấn đề,
ngươi nếu là không bằng thật trả lời, ta khiến cho xảo nhi thoát một kiện quần áo, ngươi còn phải học một tiếng rùa đen kêu. Tiền vệ trên đầu toát ra vô số hắc tuyến, chỉ cảm thấy đỉnh đầu hoa hoa hoa, bay qua một đám quạ đen, làm hắn tức phụ làm cho mọi người mặt cởi quần áo, kia còn không bằng giết hắn, còn có, trời biết kia rùa đen là như thế nào kêu, thiên a, mà a, ai, tới cứu cứu hắn a. Xảo nhi nghe được Kiều Xuân nói cũng là thực giật mình, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Kiều Xuân, vừa mới nàng nhưng chưa nói trò chơi này quy tắc. Chỉ là nói, có thể cho tiền về nói ra một ít ái nàng chân tướng, sớm biết rằng là như thế hà khắc quy tắc trò chơi, nàng nói cái gì cũng là sẽ không đồng ý. Xảo nhi nghĩ, đau lòng nhìn tiền về, vừa lúc tiền về cũng chiều nàng nhìn lại đây, nhìn đến nàng đáy mặt đau lòng khi, trong lòng không cấm chảy qua một cổ ấm áp, âm thầm quyết định, chờ hạ mặc kệ đường đại tẩu hỏi cái gì vấn đề. Hắn đều đúng sự thật trả lời, quyết sẽ không làm nhà mình tức phụ cởi quần áo, nhà hắn tức phụ quần áo, đợi lát nữa kết thúc sau, hắn tới thoát liền hảo. Đông nồi sắt thanh thúy vang lên một tiếng, tiền về, ngươi là từ cái gì thời điểm bắt đầu thích xảo nhi? Mọi người vừa nghe Kiều Xuân vấn đề, toàn tể bá bá nhìn vẻ mặt quẫn bách tiền về, chờ đợi hắn trả lời. Một, nhị, từ nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu. Tiền về đoạt ở Kiều Xuân đếm hết tam trước, cắn răng một cái trả lời vấn đề. Hảo, đông nổi sắt lại thanh thúy vang lên một tiếng, ngươi thích xảo nhi cái gì? Một, nhị, thích nàng hết thảy, cụ thể một chút, xinh đẹp, thiện lương, ôn nhu. Tiền về đếm kỹ hắn ái xảo nhi trên người đồ vật, nói, trong mắt phiếm ra một tầng tầng ánh sáng nhu hòa, không cấm ngước mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn tại mép giường xảo nhi, hai người ánh mắt giao triển ở bên nhau, vẽ tổng thể một cái thật lớn tâm hình, làm trong phòng không khí, đều giống như trở nên ngọt ngào lên. Vấn đề một cái so một cái thâm tầng tế hỏi xuống dưới, đoàn người cũng đã đại khái đã biết tiền về truy xảo nhi mưu trí quá trình, đương đại gia cười đùa làm cho bọn họ này, đối tân nhân chơi hạ ăn chỉ quả trò chơi sau, liền rời khỏi tân phòng, đem thời gian để lại cho này đối có tình nhân. Nguyệt Nhi từ vân trung dò ra mặt, ngôi sao nghịch ngợm, chớp mắt, tò mò nhìn tân phòng nhân nhi, tiền về tùy ý dùng tay áo lau lau mồ hôi trên trán, bị Kiều Xuân các nàng này lăn lộn, hắn men say đã tan đi, giờ phút này chính tình ý nồng đậm nhìn xảo nhi, nắm nàng nâng chạy bộ đến bên cạnh bàn, xách theo bầu rượu, đổ hai ly rượu, cười khẽ đem chén rượu đưa tới xảo nhi trong tay, nương tử, chúng ta tới uống chén rượu giao bôi đi. Ân, xảo nhi nghe hắn kia thanh ôn nhu nương tử, tức khắc, như đứng ở đám mây, khinh phiêu phiêu, thấp giọng ân, hạ, liền tiếp nhận chén rượu, hai cái cánh tay giao nhau uống lên hạ này, ly lẫn nhau giao phó tương lai rượu giao bôi. Xảo nhi, ta là đang nằm mơ sao? Tá rốt cuộc cưới đến ngươi. Tiền về ngơ ngẩn nhìn nàng, một bộ không thể tin được bộ dáng, là thật sự, không phải đang nằm mơ, ta là xảo nhi, từ hôm nay trở đi ta chính là nương tử của ngươi. Xảo nhi ngước mắt vẻ mặt ôn nhu nhìn hắn, vừa mới ở Kiều Xuân ép hỏi hạ, nàng đã biết rất nhiều, nàng không biết sự tình, nghĩ đến hắn đối chính mình kia phân tình, xảo nhi tâm đều say, hắc hắc, đêm đã khuya, nương tử, chúng ta vẫn là sớm một chút nghỉ tạm đi. Tiền về đầy mặt hạnh phúc nắm xảo nhi tay, từng bước một hướng tân giường đạp đi. Xảo nhi rũ đầu, cần cổ kia mặt bạch chất tinh tế da thịt ở ấm hoàng ánh đèn hạ, bằng thêm một tia vũ mị. Tiền về ngơ ngẩn nhìn nàng, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng hỉ phục thượng nút bọc, tuy là cách thật dày xiêm y, xảo nhi lại như cu có thể cảm giác được đôi tay kia thực cực nóng, không cấm khẩn trương vặn rảo ngón tay đầu, trên mặt cay thiêu lên, bỗng nhiên, hắn hôn hạ xuống, rậm rạp, dừng ở kia tiểu xảo vành tai thượng, dừng ở kia trơn bóng mắt to thượng, dừng ở kia hồng nhuận hai má, dừng ở kia ngọt nị đôi môi, dừng ở kia bạch ngọc gáy ngọc. Triền miên không thôi đại khái chính là như thế đi, xảo nhi chậm rãi nhắm mắt lại, lẳng lặng thừa nhận hắn môi dừng ở mỗi một tấc trên da thịt, cảm thụ được xa lạ dòng nước xiết ở trong thân thể lưu tranh, nàng nhịn không được run rẩy đón ý nói hùa, nhịn không được nhẹ gọi tên của hắn. Tân phòng nội, long phượng đốt tư 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 thiêu đốt, rèm lụa đỏ lại đã buông xuống xuống dưới, lưỡng đạo giao triền bóng dáng khắc ở rèm lụa đỏ thượng, như vậy triền miên, như vậy thực cốt, như vậy, giống như là hóa thành một quán xuân hài hòa thủy, vì ba nhộn nhạo, tiếng nước liên liên,
sở hữu hết thảy, đều tại đây một khắc, được nở rộ cùng thăng hoa, bầu trời ánh trăng ngôi sao đều đã thẹn thùng, không dám nhiều xem, lúc này, thế nhưng đều lại lặng lẽ trốn tránh vào vân, tiền phủ hồ nhân tạo biên đình hóng gió, tiền tài, đường tử nặc bọn họ này đó từ tân phòng ra tới người, lại đều tụ ở nơi đó uống trà, nói chuyện phiếm lên, kiều phụ bọn họ đã mang theo quả quả bọn họ trở về núi trung thôn, cho bọn hắn để lại một chiếc xe ngựa cùng lời nhắn, nói là làm cho bọn họ yên tâm chơi, ở tiền phủ ngủ lại cũng là có thể. Kiều Xuân nghĩ Kiều Hạ cùng tiền tài sự, liền phá lệ chủ động yêu cầu ngủ lại, cũng tổ chức đoàn người lại chơi đến tận hứng một chút. Nhị ca, tứ muội, lần này chúng ta xào chế trà xanh bị liệt vào cống trà, tối hôm qua ta thu được kinh đô chuyển đến tin tức, thánh thượng làm chúng ta tiến cung một chuyến, đại ca cũng tới tin, làm chúng ta sấn cơ hội này đều đi hắn nơi đó đi lại một chút, nghe nói, Tuyết quốc cùng Trần quốc, Tấn quốc bởi vì Thái hậu ngày sinh đều tới không, ít sứ giả, thánh thượng lần này tuyên chúng ta vào kinh, cũng hơn phân nửa là những người đó mân mê. Tiền tài nói, dừng một chút, ngắm liếc mắt một cái bọn họ bình tĩnh biểu tình, lại nói, trong đó Tấn quốc chủ yếu lấy thừa thải lá trà là chủ, lần này xem qua tứ muội trà cụ cùng nhấm nháp quá xào chế lá trà sau, nghe nói, bọn họ nói thẳng muốn cùng tứ muội ở lá trà phương diện tiến hành so đấu, Kiều Hạ cùng Đào Hoa các nàng vừa nghe, tức khắc khẩn trương lên, đương kim, thánh thượng cư nhiên làm nàng đại tẩu đi theo Tấn quốc sứ giả so đấu. Thắng khen ngược, nếu bị thua nhưng làm sao bây giờ, đường tử nặc bất động thanh sắc xem xét liếc mắt một cái Kiều Xuân, thấy nàng trên mặt như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, nhàn nhạt, hoàn toàn làm người nhìn không ra giờ phút này nàng trong lòng ý tưởng, nhưng là, hắn tin tưởng mấy thứ này đều không làm khó được hắn nương tử, đại ca làm chúng ta cái gì thời điểm xuất phát, ngày mốt bắt đầu lại muốn, trích lá trà, có thể hay không chờ này một rút lá trà trích xong, lại xuất phát. Kiều Xuân trầm tư một chút, gợi lên khóe môi, nhìn khẩn trương mọi người, cười khẽ một chút, tỉ thí mà thôi, không có gì hảo khẩn trương, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này đại tề triều kinh đô là bộ dáng gì, còn có những cái đó ngoại quốc sứ giả lại trông như thế nào, có thể hay không có lam mắt, hoàng tóc người, cái này chỉ sợ không được, chúng ta nhất muộn ngày mốt liền phải xuất phát, ngoại quốc sứ giả nhóm. Cũng là không thể vẫn luôn ở đại tề triều kinh đô lưu lại, tiền tài lắc lắc đầu, cũng không có ngoài ý muốn nàng bình tĩnh, nàng từ trước đến nay là cái ổn trọng, cẩn thận thả khôn khéo, tuy rằng có khi cũng sẽ tính trẻ con chơi nháo, tựa như vừa mới ở tiền về bọn họ tân phòng, hắn thật sự không nghĩ ra, nàng như thế nào sẽ nghĩ đến dùng tiểu nồi sắt cái này đạo cụ, tứ muội, ta thật sự tò mò, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến dùng nồi sắt cái này đạo cụ. Ngươi không được cảm thấy, đại hỷ nhật tử làm tân lang quan gánh tội thay thực không trượng nghĩa sao, phốc ha 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 đoàn người này sẽ mới nghĩ đến gánh tội thay cái này từ, lúc ấy cũng là nghĩ hảo chơi, cũng không có nghĩ vậy một từ, hiện tại từ tiền tài nói ra, mới sôi nổi đồng tình nổi lên tiền về, rồi lại một đám đều nhịn không được nở nụ cười, ta cũng không nghĩ tới gánh tội thay việc này a, ta chỉ là đơn thuần đến muốn nhìn một chút tiền về. Trên lưng mai rùa bộ dáng mà thôi, Kiều Xuân cười khẽ thanh, hơi dẩu miệng, nàng mới không có như vậy không trượng ý, căn bản là không tưởng như thế nhiều, thuần túy là vì ứng chứng một chút tiền về tên, cái gì, ai kêu tên của hắn kêu tiền về, ta lúc trước lần đầu tiên nghe được thời điểm, liền nghĩ tới tiền tài quy, cho nên, ta muốn nhìn một chút hắn trên lưng mai rùa bộ dáng, cơ hội này không cần, sợ này đây sau đều không có cơ hội. Kiều Xuân nhớ tới lần đầu tiên, nghe được tiền tài kêu hắn tên khi, chính mình âm thầm cười thành nội thương, tiền về, nàng luôn là không khỏi nghĩ tới tiền tài quy, như thế nhiều năm, chính mình mỗi thấy hắn một lần, liền tưởng tận mắt nhìn thấy một lần, hắn giả thành tiểu rùa đen bộ dáng, này cũng không hàm bất luận cái gì diễu cợt, thuần túy chính là nàng lòng hiếu kỳ mà thôi, ha 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 mọi người nghe nàng như thế vừa thấy. Đều là nhịn không được lại một lần cười ha hả, thiên tài a, nàng sức, tưởng tượng cũng quá phong phú đi, đáng thương tiền về, hôm nay này vừa ra, hắn nếu là biết hết thảy bởi vì tên của mình, hắn không được hận chết tiền vạn lượng mới là lạ, tiền tài cười cười, đột nhiên ngừng lại, không cấm mồ hôi tích ngắm liếc mắt một cái Kiều Xuân, hắn cũng thật không dám tưởng, ở nàng trong đầu, tên của hắn lại sẽ làm nàng nghĩ đến cái gì, Kiều Xuân cũng chiều hắn nhìn lại đây.
không cấm lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm nói thầm, này tiền lão gia cũng thật, chính là rớt vào tiền mắt hố, tên của mình kêu tiền vạn lượng, một cái nhi tử kêu tiền tài, một cái nhi tử kêu tiền mãn giang, bọn người hầu tên cũng phần lớn cùng tiền vô như nước ý tứ móc nối, nàng đối hắn nhưng thật sự là bội phục vô cùng, trong đầu cư nhiên có như thế nhiều về tiền nhiều hơn từ, phanh, phanh, phanh. Không trung chuyển đến vang lớn, lóe sáng lộng lẫy pháo hoa ở không trung nở rộ lên, ở trong trời đêm trông rất đẹp mắt, Kiều Xuân không thể tưởng được cái. Này triều đại cũng có pháo hoa, nhịn không được hưng phấn nhìn xung quanh, Tứ muội, ta mang ngươi qua bên kia nhìn xem, Đường Tử Nặc hướng nàng chớp chớp mắt, Triều Tiền Tài cùng Kiều Hạ Phương hướng chu chu môi, hắn đã sớm biết, nàng muốn ngủ lại chính là tưởng cấp Kiều Hạ chế tạo thổ lộ cơ hội. Hiện giờ, cho bọn hắn lưu lại không gian, cũng là tốt, Kiều Xuân hiểu ý lại đây, chiều đào hoa các nàng mấy cái, cười nói, đào hoa, thu nhi, đông nhi, các người mấy cái cung qua, bên kia nhìn xem, nói, lại nhìn Kiều Hạ cùng tiền tài, nói, tam ca, ngươi cùng Hạ Nhi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, Hạ Nhi thiếu máu có điểm nghiêm trọng, không thể quá mệt mỏi, đợi lát nữa chúng ta xem xong sau. Liền trở về tìm các ngươi, thương lượng một chút đi kinh đô sự, ân, các ngươi đi thôi, ta bồi ngũ muội ở chỗ này chờ các ngươi, tiền tài không có nghĩ nhiều liền ứng hạ, chỉ là nghe được Kiều Hạ thiếu máu khi, trong lòng nhưng thật ra không khỏi co, rút đau đớn hạ, nghiêng mục liếc nhìn, đánh giá Kiều Hạ liếc mắt một cái, không thể tưởng được ngày thường hoạt bát rộng rãi Hạ Nhi, cư nhiên nghiêm trọng thiếu máu, thật là nhìn không ra tới, Kiều Thu các nàng tuy rằng, rất là kinh ngạc đại tỷ vì cái gì muốn nói như vậy nhị tỷ, nhưng là, thấy đại tỷ âm thầm hướng chính mình chớp chớp mắt, liền cũng nhịn xuống đầy bụng nghi vấn, nhưng thật ra Kiều Hạ bắt đầu khẩn trương lên, đại tỷ này một mượn cơ hội trốn là cái gì mục đích, chính mình chính là rõ ràng, đình hóng gió theo Kiều Xuân các nàng rời đi, trở nên yên tĩnh lên, Kiều Hạ ngồi ngay ngắn ở ghế đá thượng, tay nhỏ đặt ở đầu gối vặn rào. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mật mật mồ hôi mỏng, tiền tài xoay đầu, ngắm thấy sắc mặt có chút tái nhợt Kiều Hạ, trong lòng căng thẳng, nhẹ giọng hỏi, ngu muội chính là cảm thấy không thoải mái, ngươi sắc mặt hảo tái nhợt, trên trán đều đổ mồ hôi, không, không có việc gì, Kiều Hạ nói lắp, từ cổ tay, áo rút ra khăn tay, quấn bách trà lau mồ hôi trên trán, không cầm ám mắng chính mình, thật là cái người nhát gan. Cứ nhiên sợ đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi, ngày thường phải chú ý nghỉ ngơi cùng bảo dưỡng, thiếu máu khả đại khả tiểu, đặc biệt là thân là nữ tử, tiền tài nhịn không được ra tiếng dặn dò, Kiều Hạ ngơ ngẩn nhìn hắn, lần đầu tiên nghe được hắn quan tâm chính mình, lần đầu tiên thấy trên mặt hắn hiện lên nhàn nhạt yêu sắc, tâm hoa không cấm nộ phóng, quyến rũ một mảnh, trong lòng âm thầm vì chính mình cổ vũ một phen, đơn giản đem đầu uốn éo. Nhìn hồ nhân tạo, nhẹ giọng đối hắn nói, tam ca, ta thích ngươi, đương, tiền tài trong tay chén trà theo tiếng rơi xuống đất, quăng ngã cái dập nát, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kiều Hạ, nàng vừa mới nói cái gì, nàng thích hắn, Kiều Hạ nghe chén trà rơi xuống đất quăng ngã phá thanh âm, xoay đầu, ngơ ngẩn nhìn hắn, lại nói, ta biết ngươi trong lòng thích đại tỷ, chính là, đại tỷ đã có đại, tỷ phu, chẳng lẽ ngươi những năm gần đây? Liền không có phát hiện bên cạnh có một cái ta đang âm thầm thích ngươi sao, ta biết, có lẽ ngươi sẽ cười ta một cái cô nương không biết rụt rè là vật gì, cư nhiên gan lớn đến đối nam tử thổ lộ, nhưng là, đại tỷ nói, hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình tranh thủ, nếu ta lại không nói, ta tương lai nhất định sẽ hối hận, huống chi, ta nương đã bắt đầu phải cho ta tìm nhà chồng, cho nên, ta càng là không thể ngồi chờ chết, Kiều Hạ. Liếc mắt một cái, như cũ vẻ mặt khiếp sợ tiền tài, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm rồi nói tiếp, tiền tài, ta thích ngươi, cứ việc ngươi chưa từng phát hiện có cái ta, cứ việc ngươi trong lòng có nữ nhân khác, cứ việc chúng ta không nhất định có tương lai, nhưng là, ta chính là muốn cho ngươi biết, ta thích ngươi, ta thích ngươi, này bốn chữ như là một khối cự thạch quăng vào tiền tài bình tĩnh tâm hồ, nổi lên một tầng tầng gợn sóng. Hắn rũ đầu, nửa kiểm lông mi, chặn hắn đáy mắt phiên khởi sóng to gió lớn, kia viên không hoàn chỉnh tâm thịch 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 nhảy, càng là gia tốc, liền bắt đầu đau lên, đột nhiên, hắn cong hạ eo, duỗi tay vỗ về ngực, trên trán tràn ra đậu đại mồ hôi,
ta vừa mới cái gì cũng không có nghe thấy, nhàn nhạt ném xuống một câu, đằng mà đứng lên, lay động hạ thân tử, đôi tay khẩn nắm chặt, đi nhanh hướng hắn trụ trong viện đi đến, chỉ chốc lát liền biến mất ở bóng đêm bên trong, ta vừa mới cái gì cũng không có nghe thấy. Kiều Hạ Mãn đầu óc đều ở hồi phóng câu này nghe tới nhàn nhạt nói, lại giống như lạnh băng chủy thủ, thẳng tắp cắm vào nàng trong lòng, đau, tâm hảo đau, hắn vừa mới lời này ý tứ tái minh bạch bất quá, đó chính là cự tuyệt ý tứ, không nghĩ tới hắn vẫn là không bỏ xuống được đại tỷ, đối với nàng thông báo, cư nhiên thoát được như thế mau, Kiều Hạ thất hồn lạc phách nghĩ, rốt cuộc, nhịn không được ghé vào trên bàn đá anh anh khóc lên, Tiền Tài dùng sức vỗ về ngực. Vừa mới đi vào hành lang, nghênh diện mà đến bên người gã sai vặt, liền giật mình đỡ hắn, nhanh chóng chạy về xương phòng, ăn vào liễu như phong luyện tâm đan, nghỉ ngơi một buổi tối, mới xem như hoãn lại đây, Kiều Xuân cùng Đường Tử Nặc tính hạ thời gian, liền chậm rãi đi trở về đình hóng gió, còn không có đi vào, liền nghe được trong đình truyền đến Kiều Hạ thương tâm tiếng khóc, tức khắc, khẩn trương chạy qua đi, nhìn ghé vào trên bàn đá Kiều Hạ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, Hạ Nhi, ngươi như thế nào làm, Tam ca, người khác đâu, Kiều Xuân duỗi tay xoa nàng bả vai, sốt ruột hỏi, Hạ Nhi khóc đến như thế thương tâm, Tam ca người lại không ở nơi này, xem ra, Hạ Nhi nhất định là bị cự tuyệt, Đường Tử Nặc nhìn thương tâm Kiều Hạ, trong lòng đối Tiền Tài cảm thấy thập phần bực bội, nhân ra một cái nũng nịu đại cô nương, buông dáng người đối hắn thổ lộ. Hắn còn có cái gì không biết đủ, giống Hạ Nhi như thế tốt cô nương, lại, nơi nào không xứng với hắn, nghĩ, xoay người, đi nhanh hướng Tiền Tài cư trú sân đi đến, hắn nhất định phải hỏi một chút hắn, đây là vì cái gì liền không thể tiếp thu Hạ Nhi, chẳng lẽ hắn trong lòng vẫn là đối Xuân Nhi nhớ mãi không quên, cái này càng là không được, hắn không thể tiếp thu, Đào Hoa các nàng xem xong pháo hoa cũng đã trở lại. Nhìn mắt khóc sưng đến như là hạch não Kiều Hạ, đều là không hiểu ra sao, tất cả đều khẩn trương vây quanh nàng, hỏi lên. Không bao lâu, Đường Tử Nặc cũng từ Tiền Tài lần đó tới, chỉ là trên mặt không hề tức giận bất bình, mà là hướng Kiều Xuân đầu cái bất đắc dĩ ánh mắt, lãnh các nàng, đêm khuya giá xe ngựa chạy về trong núi thôn. Lúc này, nếu còn tiếp tục lưu tại Tiền Phủ, chỉ sợ, Hạ Nhi tâm sẽ càng thêm khó chịu, trong núi thôn, thân bầu nhụy. Kiều Xuân bước vào phòng, liền nhịn không được ngước mắt nhìn Đường Tử Nặc, hỏi, ngươi là cái gì ý tứ, không phải muốn đi hỏi Tam ca sao, hắn rốt cuộc, là như thế nào nói, chẳng lẽ Hạ Nhi liền không xứng với hắn không thành, khẽ thở dài một hơi, Đường Tử Nặc nhìn trong cơn giận dữ Kiều Xuân, nhịn không được thầm nghĩ, nàng này dáng vẻ khẩn trương niết, nói Kiều Hạ không phải nàng thân tỉ muội, hắn đều không tin, giờ khắc này. Hắn hảo hoài nghi, này thân thể người căn bản là giống nàng nói như vậy, ở một cái đến từ dị giới linh hồn, Tiền Tài đánh ra từ trong bụng mẹ liền có tâm tật, ngươi là biết đến, ách Kiều Xuân, Vi Lăng Hạ, ngơ ngẩn nhìn hắn, như là minh bạch cái gì dường như, hỏi, hắn là bởi vì cái này liền tự ti, liền không muốn tiếp thu Hạ Nhi thông báo, Đường Tử Nặc nhìn Kiều Xuân vẫn là có chút trách cứ Tiền Tài ý tứ, nhịn không được thế Tiền Tài khiếu nại nói. Hắn vừa mới nghe được Kiều Hạ thông báo khi, khẩn trương quá độ, tâm tật phạm vào, này tâm tật một phạm, hắn nhưng thật ra thật sự sẽ lấy này lý do cự tuyệt Kiều Hạ, khẩn trương quá độ, tâm tật phạm vào, ý tứ là, Kiều Xuân đột nhiên ót sáng ngời, đốn minh bạch Đường Tử Nặc ý tứ trong lời nói, ý tứ chính là Tiền Tài đối Kiều Hạ là có cảm giác, chỉ là nghe nàng thông báo. Trong lòng khẩn trương, tim đập nhanh hơn, tâm tật liền phạm vào, nàng như thế nào cũng đã quên có bệnh tim người, không thể quá mức kích động đâu, giống nhau đều là kỵ ái, kỵ hận, nếu hai người đều có ý tứ, chính là, trước mắt Tiền Tài tâm tật cũng là không thể bỏ qua, hắn này tâm tật này đây sinh đều tới, tương lai nhật, tử có bao nhiêu trường cũng không biết, kia đem Hạ Nhi hạnh phúc phó thác cho hắn, thật sự có thể chứ. Đường Tử Nặc nhìn nàng nhíu chặt mày, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, nhẹ giọng trấn an nói, có một số việc đến xem bọn họ duyên phận, tìm thời gian, ta cùng sư phụ lại nghiên cứu một chút tam đệ tâm tật. Ân, Kiều Xuân đáp nhẹ thanh, đôi tay hoàn thượng hắn eo, ôm chặt lấy thuộc về chính mình hạnh phúc. Đều mau trời đã sáng, nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn muốn chuẩn bị vào kinh sự.
ân, hôm sau sáng sớm, có thể là trong lòng nghĩ vào kinh sự, tuy rằng đã khuya mới ngủ, nhưng Kiều Xuân vẫn là sớm liền tỉnh lại, giống cái miêu mễ dường như rúc vào Đường Tử Nặc trong ngực. Kiều Xuân cong cong môi, khóe miệng tràn ra một mặt hạnh phúc tươi cười, ngước mắt có chút mê muội nhìn hắn như hài đồng ngủ dung, thấu thượng miệng, bay nhanh nhẹ mổ một chút hắn cánh môi. Ách, đột nhiên, đầu bị bàn tay to phản khấu, hắn sấn nàng không chú ý, trực tiếp xông vào nàng hương đàn cái miệng nhỏ chung, cùng nàng phấn lưỡi chơi đùa lên. Người nam nhân này, cư nhiên giả ngủ, chờ nàng chui đầu vô lưới. Kiều Xuân nhắm mắt lại, toàn tâm đầu nhập cùng hắn kích hài hòa hôn lên. Hai cụ động tình thiêu đốt thân mình đã không thể thỏa mãn với đơn giản một cái hôn. Đường Tử Nặc gầm nhẹ một tiếng, bàn tay to dọc theo đường cong khắp nơi du tẩu, như sau vũ hôn, mật mật hạ xuống, bậc lửa Kiều Xuân mỗi một tấc da thịt, lụa chất áo. Trong, đâu nhi nhẹ nhàng chảy xuống, Đường Tử Nặc hơi hơi chống thân thể, thấm thúy hắc mâu trung bốc cháy lên thốc thốc ngọn lửa, như là muốn đem dưới thân Kiều Xuân cấp bậc lửa giống nhau. Hắn đáy mắt ngọn lửa càng thiêu thẳng vượng, mê muội nhìn nàng phía mân hồng da thịt, phập phồng dãy núi, đường cong duyên dáng dáng người, cầm lòng không đậu nuốt xuống một ngụm nước miếng, hơi trao mi, như là ở nỗ lực khắc chế dường như, nhu tình muôn vàn nhìn chằm chằm nàng, hỏi, tứ muội, ngươi phương tiện sao? Có thể chứ, ngươi phương tiện sao? Kiều Xuân tuy rằng nghe lời này cảm thấy buồn cười, nhưng là nhìn hắn ẩn nhẫn bộ dáng, nàng tâm nhịn không được mềm như sợi bông, thủy dạng dạng tinh mắt nhanh chóng hợp lại thượng một tầng màu đỏ, khẽ gật đầu. Đường Tử Nặc nhìn nàng e lệ thẹn thùng gật đầu, tức khắc, toàn thân giống như là tiêm máu gà kích động lên, cúi đầu, dán lên thân mình, lập tức hóa thân vì lang, ở cái này nắng sớm tươi đẹp buổi sáng, đem hy vọng đã lâu cừu con cấp nuốt vào trong bụng. Giờ khắc này, hắn đợi đã lâu, giờ khắc này, nàng cũng mong đã lâu, đây là nàng cùng hắn lần đầu tiên, nàng nhớ kỹ, cảm giác không tồi, đây là hắn cùng nàng lần đầu tiên, hắn nhớ kỹ, cảm giác phi thường không tồi, nữ nhân này cư nhiên trên đường đem hắn đè ở dưới thân, tới cái nữ thượng nam hạ, xem ra, hắn tương lai toàn thân vận động sẽ không quá đơn điệu. Ngoài cửa sổ chim chóc ríu rít hoan sướng, kích hải hòa tình quá sau. Nam nữ, ôm nhau, hô hấp lẫn nhau trên người đã giao hội ở bên nhau hãn vị, Đường Tử Nặc bàn tay to không an phận du tẩu, ôn nhu hỏi nói, tứ muội, ngươi cảm thấy như thế nào, cái gì đồ vật như thế nào? Kiều Xuân lười biếng hỏi lại, vi phu vừa mới biểu hiện, nga. Kiều Xuân như cũ nhàn nhạt nga một tiếng, nghe được Đường Tử Nặc trong lòng rất là khẩn trương, sợ nàng sẽ nói không hài lòng linh tinh nói, kia đã có thể quá thương hắn nam nhân tự tôn. Qua loa đại khái, cái gì? Đường Tử Nặc đẩy ra nàng, biểu tình thực bị thương nhìn nàng, nhạ nhạ nói, xem ra vi phu còn cần nhiều hơn luyện tập, nói, bàn tay to lưu tiến nguy hiểm mảnh đất, khấu khấu thân thân, cha, ăn cơm sáng, ngoài cửa vang lên đậu đậu, ngọt nhu thanh âm, Đường Tử Nặc ai thán một tiếng, tức khắc toàn thân trên dưới đều mềm vặt lên, ha ha. Kiều Xuân nhìn hắn kia phó khóc tang mặt, không khỏi cười khẽ lên, đối với ngoài cửa nhẹ nhàng lên tiếng, hảo, mẫu thân cùng cha, lập tức liền tới, nga, muốn nhanh lên nga, ân. Kiều Xuân giống cái con cá từ hắn trong lòng ngực trượt ra tới, lấy quá quần áo, lưu loát xuyên lên, tẩy sơ sau, hai người liền thân đâu cùng nhau sóng vai đi hướng đại sảnh. Cơm sáng sau, Kiều Xuân hướng đại gia tuyên bố, tối hôm qua từ tiền tài trong miệng đã biết tin tức. Hơn nữa thuyết minh, buổi chiều liền sẽ đi trấn trên cùng tiền tài hội hợp, chạy tới kinh đô, trong lúc nhất thời Đường Kiều hai nhà người đã là vui sướng, lại là lo lắng, sợ Kiều Xuân sẽ ưng phó không xuống dưới cùng Tấn Quốc sứ giả tỉ thí. Đường Tử Nặc cùng Liễu Như Phong nhưng thật ra đối nàng rất có tin tưởng, suy xét đến lá trà lập tức muốn hái được, còn ở kinh đô quá hỗn độn, cho nên, chỉ có Kiều Xuân. Đường Tử Nặc cùng Liễu Như Phong cùng tiền tài cùng nhau chạy tới kinh đô, vườn trà sự toàn bộ giao Tử Kiều phụ cùng Thiết Thành Cương xử lý, lá trà từ đào hoa các nàng xào chế, quả quả cùng đậu đậu tắc giao Tử nãi nãi cùng bà ngoại chăm sóc, an bài hảo trong nhà hết thảy, ăn qua cơm trưa, đoàn người liền đứng ở cổng lớn đưa bọn họ rời đi, ly biệt không khí luôn là thương cảm, đậu đậu hồng hốc mắt, nâng lên lệ quang lấp lánh mắt to. Nhìn Kiều Xuân rất là luyến tiếc nói, thân thân, ngươi muốn sớm một chút trở về Nga, ân, hảo, mẫu thân xong xuôi sự,
lập tức quay lại, lại còn có sẽ cho đậu đậu mang lễ vật Nga. Kiều Xuân Thấu đi lên, hôn nàng một ngụm, ôn nhu trấn an nàng, mẫu, thân, ngươi cùng cha, Liễu Gia Gia, trên đường phải cẩn thận, quả quả sẽ chiếu cố hảo đậu đậu. Quả quả đứng ở Lôi thị trước mặt, ngưỡng hơi mang trẻ con phì chỉ mặt, đối mặt sắp mà đến ly biệt, không có khóc thút thít, mà là thực nam tử hán gánh vác hạ chiếu cố muội muội trách nhiệm. Kiều Xuân nhìn hắn ra vẻ kiên cường bộ dáng, trong lòng ấm áp nồng đậm, lại cũng nhịn không được một trận chua xót. Xem ra chính mình cho hắn áp lực quá lớn, như thế tiểu khiến cho hắn như thế thành thục hiểu chuyện, chờ trở về sau, đến hảo hảo khai quật hắn ngây thơ chất phác, làm hắn có được một cái vui sướng, vô ưu thơ ấu. Ba mẫu thân ấm áp một hôn, quả quả đáy mắt lập tức hợp lại thượng hơi nước, ngay sau đó lại cúi đầu, không cho đoàn người nhìn đến hắn nước mắt, hắn muốn cho mẫu thân cùng cha an tâm, cho nên, tuyệt đối không thể khóc, dùng sức hít hít cái mũi. Lại ngẩng đầu, đã là một trương sáng lạn gương mặt tươi cười. Tử Nặc, Xuân Nhi, các ngươi ra cửa, bên ngoài, vạn sự đều phải cẩn thận, Lâm Thị nhẹ giọng dặn dò. Đúng vậy, các ngươi ở bên ngoài, không thể so ở nhà, lại là muốn đi diện thánh, vạn sự đều phải cẩn thận một chút, không thể đại ý. Lôi Thị theo sát ra tiếng giao đãi, liền tính lại chưa hiểu việc đời bá tánh cũng biết. Gần vua như gần cọp đạo lý, cẩn thận một chút, luôn là đối. Tử Nặc, môn chiếu cố hảo Xuân Nhi. Kiều phụ thẳng lăng lăng nhìn đường Tử Nặc, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, hai cái đàn ông không nói gì giao lưu, ân, chúng ta đã biết. Các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì, cha, trong nhà liền phiền toái ngươi lo lắng, quả quả cùng đậu đậu muốn nghe lời nói Nga. Kiều Xuân lưu luyến không rời hướng mọi người vẫy vẫy tay, xoay người, đứng ở xe ngựa trước, nương đường Tử Nặc lực, nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa, cẩn thận một chút, phải bảo trọng, sớm một chút trở về. Đường Kiều hai nhà người, nhìn trên xe ngựa ba người, sôi nổi không tha, phất tay cáo biệt, không yên tâm tiếp tục dặn dò. Giá Lộc cộc xe ngựa từ từ về phía trước chạy tới, Kiều Xuân ló đầu ra, đối sau lưng dần dần thu nhỏ người nhà Huy xuống tay. Đây là nàng lần đầu tiên rời đi quả quả cùng đậu đậu, trong lòng tức khắc nảy lên nồng đậm không tha, nếu không phải suy xét đến kinh đô hành trình nhiều có bất tiện, lại sợ trung gian sẽ có cái gì sự tình, bằng không, nàng mới không muốn ném xuống quả quả cùng đậu đậu. Nhị ca, ngươi có thể liên hệ thượng Lý Nhiên đại ca sao? Chúng ta rời nhà trong khoảng thời gian này, trong nhà cũng không thể ra cái gì nhiễu loạn. Cho nên, liền hảo là làm Lý Nhiên, đại ca mang vài người tới bảo hộ một chút trong nhà già trẻ. Kiều Xuân kéo ra cửa xe, đối với giá xe ngựa đường Tử Nặc, nhẹ giọng nói, lần này rời đi trong núi thôn, nàng trong lòng có cổ không tốt lắm dự cảm, cũng không biết là ly biệt chi tình quá nồng, vẫn là chính mình tưởng quá nhiều, tóm lại, nếu không có người bảo hộ trong nhà già trẻ nói, nàng là không an tâm, đợi lát nữa tới rồi trấn trên. Ta liền dùng tiền tài bổ câu đưa tin cấp Lý Nhiên huynh đệ gửi thư tín, việc này vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo, xác thật là nên tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Đường Tử Nặc quay đầu mỉm cười, tán đồng nói, giá lộc cộc xe ngựa ở trên quan đạo từ từ mà đi. Kiều Xuân xem xét liếc mắt một cái sắc mặt có chút tái nhợt tiền tài, trong lòng những cái đo muốn trách cứ nói, không cấm đều nuốt trở lại trong bụng, khẽ thở dài một hơi. Có điểm sinh hờn dỗi đem đầu dựa vào đường Tử Nặc trên vai, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần lên, thật là phí tâm tư ra hỏa, vốn định trách cứ hắn làm Kiều Hạ khóc đến như vậy thương tâm, nhưng lúc này, thấy hắn này phó bệnh ưởng ưởng bộ dáng, trong lòng ngược lại lo lắng hắn đi lên, ai, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn liền không thể bình tĩnh tiếp nhận rồi sao? Tiền phu nhân không yên tâm tiền tài thân mình, lăng là làm hắn bên người gã sai vặt tiền tiến, theo lại đây, làm hắn ở trên đường chăm sóc tiền tài cuộc sống hàng ngày, còn phái thượng tiền phủ tư cách giá nhất mã phu, chuyên môn thế bọn họ đuổi xe ngựa. Kiều Xuân vốn là có điểm bực mình, kết quả cũng không biết là không phải tối hôm qua quá muộn ngủ, hơn nữa xe ngựa loạn choạng, chỉ chốc lát sau, nàng liền đi tìm Chu Công chơi cờ, đều đều tiếng hít thở nhẹ nhàng nhợt nhạt, đường Tử Nặc ôn nhu đem nàng đầu bình đặt ở chính mình đầu gối. Duỗi tay thế nàng đem nhĩ sau đầu tóc hợp lại hảo, liếc mắt đưa tình nhìn nàng ngủ say bộ dáng, nhị ca, ta hiện giờ xem như minh bạch cái gì gọi là hóa sắt thép vì chỉ vòng nhu,
nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng này, thật đúng là tiện sát người cũng. Tiền tài nhìn Đường Tử Nặc kia dáng vẻ hạnh phúc, không khỏi hâm mộ lên. Ngươi cũng có thể, Hạ Nhi chính là một cái hảo cô nương, gợi lên khóe môi, Đường Tử Nặc bình tĩnh nhìn Tiền Tài, hướng về phía hắn nhẹ giọng nói, Tiền Tài cười khổ hạ, khóe miệng hơi sắp nói, ta này thân mình, nào có cái gì tư cách nói chuyện yêu đương, chính hắn đều không biết còn có bao nhiêu cái ngày mai, lại như thế nào đi người khác hạnh phúc. Tiền Tài a, ngươi tâm tật đã ổn định, hảo hảo bảo dưỡng định sẽ không chuyển biến xấu. Tương lai sống đến 100 tuổi đều là có khả năng, chỉ là, ngươi đừng chính mình cấp chính mình áp lực quá lớn, muốn phóng nhẹ nhàng, vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm bên cạnh kia bồn hoa lan liễu như phong, đột nhiên, ngẩng đầu nhìn bọn họ, chậm rãi nói, có chút đồ vật bỏ lỡ, liền rốt cuộc trở về không được. Liễu như phong cúi đầu nhìn kia bồn sinh cơ bừng bừng hoa lan, nếu có điều chỉ. Những người trẻ tuổi này không biết muốn quý trọng trước mắt hạnh phúc, không biết nếu không gắt gao nắm lấy nó, hạnh phúc liền sẽ như hồ nước, phong quá vô ngân, người trên đời thượng thiếu ai đều có thể quá, nhưng lại không phải, thiếu ai đều có thể hạnh phúc. Tiền Tài trên mặt hiện lên một tia mê mang, một tia hiểu rõ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại kiểm, tùy ý chính mình suy nghĩ phiên phi, quá khứ từng màn lóe nhập trong đầu, có chính mình ở quả quả cùng đậu đậu trăng tròn khi... Lần đầu nhìn thấy Kiều Hạ khi chấn động, có nàng hướng pha trà canh khi, chuyên trí biểu tình, có nàng trộm đánh giá hắn chợt lóe mà qua mê muội cùng quẫn bách, có nàng hướng hắn thông báo khi, kia phó kiên định, chính mình tối. Hôm qua có thể hay không quá mức một chút, chính mình thật sự có thể giống chính dạng người giống nhau sống thật lâu, thật sự có thể cầm chặt chính mình hạnh phúc sao, một đường cấp đuổi, đuổi hai ngày sau, rốt cuộc đi vào phồn hoa đại tề triều kinh đô. Hai ngày này bọn họ trừ bỏ buổi tối dừng chân bên ngoài, mặt khác thời gian cơ bản đều ở trên xe ngựa quá, chỉ vì, hoàng đế cho mời, bọn họ ở thời gian thượng là trăm triệu không dám có chậm trễ, ngự theo mã phu một tiếng, thét to, xe ngựa liền ngừng ở Tiêu Giao Vương phủ ngoại, Kiều Xuân bị Đường Tử Nặc ôm xuống xe ngựa, Liễu Như Phong cùng Tiền Tài đối bọn họ thân đầu hành vi đã là thấy nhiều không trách, nhưng nghênh diện mà đến Trác Tuyệt nhưng thật ra hơi ngẩn ra hả. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục bình thường, đi đến bọn họ trước mặt, đứng yên, hành lễ, Liễu tiên sinh, Liễu công tử, Tiền công tử, Đường phu nhân, bốn vị một đường vất vả, mời theo tiểu nhân tới. Ân, Liễu Như Phong nhẹ ân thanh, đôi mấy cái nhẹ giọng nói, đi thôi, dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc, đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi, vài người liếc nhau, liền nâng bước theo Trác Tuyệt đi tới sớm đã chuẩn bị tốt phòng cho khách. Trác Tuyệt đưa bọn họ lãnh vào trúc viện, đối với sớm đã hầu ở nơi đó thị nữ phân phó nói, các ngươi mấy cái từ giờ trở đi liền ở chỗ này hầu hạ, nhất định phải hầu hạ hảo khách nhân nhóm cuộc sống hàng ngày, hiểu chưa, là, nô tỳ tuân, mệnh, sáu cái thị nữ chỉnh tề hữu lực ứng hạ, Kiều Xuân nhìn không cấm chép chép lưỡi, cái gì kêu huấn luyện có tố, cái này hẳn là được đi, bất quá, cái này thị vệ nhưng thật ra man có uy nghiêm. Nhìn dáng vẻ đối Liễu bá bá bọn họ đều là rất quen thuộc, Trác Tuyệt, nhà ngươi chủ tử đâu, Liễu Như Phong nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, A Kiệt tiểu tử này đã sớm tính hảo, bọn họ tới thời gian, nhưng người khác lại không ở, không biết vội chút cái gì, Liễu tiên sinh, nhà, ta chủ tử buổi sáng đã vào cung, bồi giá cùng kia này các quốc gia sứ giả du ngự hoa viên, vương gia có phân phò qua, làm bốn vị hơi làm nghỉ ngơi. Tắm gội càng canh, tối nay thuộc hạ sẽ đưa các ngươi tiến cung, đêm nay có cái cung yến, thánh thượng đã thanh minh làm bốn vị cùng tham gia, Trác Tuyệt đối với Liễu Như Phong chắp tay hành lễ, chậm rãi hương hắn chuyển đạt hoàng phủ kiệt dừng lại nói, ân, vậy ngươi trước vội đi, Liễu Như Phong hương hắn xua tay, xoay người, quen cửa quen nẻo chiều trong viện đi đến, đẩy ra một gian cửa phòng, liền đi vào, Kiều Xuân ngước mắt nhìn hạ Đường Tử Nặc, ánh mắt giao hội. Hắn xoay người đối một bên Tiền Tài, mỉm cười nói, tam đệ, ngươi cũng đi vào trước nghỉ ngơi một chút, ta bồi tứ muội. Tiền Tài gật gật đầu, đừng cụ thâm ý liếc Kiều Xuân liếc mắt một cái, muốn nhìn một chút nàng đối vừa mới nói, đến tối nay liền phải tiến cung diện thánh sự tình có gì phản ứng, thấy nàng vẻ mặt bình đạm, cả người, nhàn nhạt nhiên nhiên, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người hướng Liễu Như Phong bên cạnh phòng đi đến, đi thôi.
Đường Tử Nặc tự nhiên dắt Kiều Xuân tay, cũng là ngựa quen đường cũ hướng trong viện mà đi, trực tiếp làm lơ những cái đó bọn thị nữ trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc. Kiều Xuân khóe miệng hơi cong, tùy ý hắn nắm chính mình hướng trong đi, chỉ là rất tò mò vì cái gì bọn họ trong phòng sẽ ở bên trong, nàng vốn tưởng rằng cũng sẽ ở Liễu Bá Bá cách vách. Nhị ca, vì sao chúng ta không ở Liễu Bá Bá cách vách, chúng ta phòng ở bên trong một chút. Đường Tử Nặc cúi đầu ôn nhu nhìn nàng, cười nói, nga. Kiều Xuân, nga một tiếng, liền không hỏi nhiều, cùng hắn sóng vai bước chậm mà đi. Phiền toái các ngươi chuẩn bị chút nước nóng để tắm tiến vào, đi đến cửa phòng, Đường Tử Nặc xoay người đối sau lưng bốn gã thị nữ phân phó nói, đẩy ra cửa phòng, nắm Kiều Xuân đi vào không tính xa lạ phòng, là, bọn thị nữ thanh thủy ứng thanh, liền xoay người thu xếp mà đi. Kiều Xuân phòng nghỉ nhìn quét một vòng, thấy không có hồng nhạt hệ giường lụa cùng trang trí, liền minh bạch đây là Đường Tử Nặc trước kia cư trú quá phòng. Nhìn đến trên bàn phóng kia bộ trà cụ nhưng thật ra có vài phần ngoài ý muốn, thật không nghĩ tới, bọn họ cũng là dùng cái này pha trà uống. Tứ muội, mệt mỏi đi, mau tới ngồi xuống nghỉ ngơi, uống trà. Đường Tử Nặc nắm nàng vào phòng, thuần thục hướng phao nước trà, xem ra, đại ca sớm đã an bài xuống dưới, này trong phòng hết thảy đảo như là mỗi ngày đều có người cư trú bộ dáng, liền ấm đồng thượng thủy, cũng là ôn ở nơi đó. Nhị ca, cái này trong phòng là ngươi trước kia chủ quá sao, ta xem các ngươi mấy cái đều rất quen thuộc a. Các ngươi trước kia tới đại ca nơi này liền ở tại trúc viện đi. Kiều Xuân tiếp nhận chén trà, cười nhìn hắn, này trong phòng bài trí nhưng thật ra man thích hợp hắn khí chất, chính mình trong nhà kia gian song tử thân, nhưng thật ra hoa hòe loè loẹt, 10 phần 10 thiếu nữ điểm mỹ phong, lúc trước chính mình cũng chính là tưởng cảm thụ một chút. Chính mình thiếu nữ thời đại không có đồ vật, nghĩ đến hắn một cái 7 thước đại lão ra đứng ở mộng ảo điểm mỹ phong trong phòng, đột nhiên, cảm thấy có điểm khôi hài lên. Tứ muội, nghĩ đến cái gì vui vẻ sự. Đường Tử Nặc nhìn khóe miệng nàng điểm mỹ tươi cười, nhịn không được ra tiếng hỏi. Nàng trong đầu, thường xuyên sẽ nhảy đát ra một ít hiếm lạ cổ quái. Ý tưởng, cũng không biết nàng lại nghĩ đến cái gì. Đường Tử Nặc phát hiện chính mình hiện tại cư nhiên liền nàng đầu óc đều hận không thể trang ở trên đầu mình, như vậy, hắn liền có thể tùy thời tùy chỗ biết nàng suy nghĩ chút cái gì. Nàng giống như là chúng nàng tình độc, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng, ta chỉ là suy nghĩ, có lẽ, nhị ca tương đối thích hợp trụ trước kia ta vì ngươi bị cái kia phòng. A, Đường Tử Nặc sửng sốt hạ, bay nhanh lắc đầu phủ quyết, chúng ta hiện tại cái kia phòng khá tốt. Muốn cho hắn ra cửa độc ngủ, môn đều không có, hảo đi, Kiều Xuân nói nhỏ. Đường Tử Nặc trong lòng đại hỉ, đánh mất ý niệm liền hảo, xem ra, chính mình sau này mỗi ngày đều có thể ốm tức phụ ngủ, vậy ta một người dọn qua đi đi. Cái gì? Đường Tử Nặc không khỏi kêu lên, nàng vừa mới ý tứ là bọn họ hai cái cùng nhau dọn qua đi, quá hai người thế giới, nhưng hắn vừa mới cự tuyệt. Mặc kệ ở đâu cái trong phòng, dù sao, ngươi đến nào, ta liền đi. Đâu, hảo đi, hắn nếu theo không kịp nàng nhịp, kia dứt khoát liền quảng mà cái chi đi. Dù sao, chỉ cần có nàng ở, nơi nào trụ đều giống nhau. Ha ha, ngươi như vậy, người khác sẽ cười ngươi không chí khí. Kiều Xuân hảo tâm tình chế nhạo hắn, tùy tiện người khác như thế nào tưởng, chính mình vui vẻ liền hảo. Đường Tử Nặc bình tĩnh nhìn nàng. Đáy mắt nhu tình dần dần dày, như là hai uông năm xưa rượu lâu năm, đem Kiều Xuân say ngã vào bên trong, bốn mắt chăm chú nhìn, tình, chàng ý thiết, tình ý miên man, Liệu công tử, nước nóng để tắm đã bị hảo, ngoài cửa vang lên tới thị nữ, thanh thủy có lệ thanh âm, thu hồi ánh mắt, gợi lên khóe môi. Đường Tử Nặc mỉm cười gật gật đầu, nói, phiền toái các ngươi hỗ trợ nâng vào đi, thị nữ vi lăng lên đồng. Như là bị hắn vừa mới kia mặt nhu cười cấp nhiếp đi hồn, ngay sau đó khôi phục lại, chỉ huy mặt sau người nâng tiến đại thao tắm cùng nước ấm. Cái này Liễu công tử nàng không phải lần đầu tiên thấy, các nàng này đó hạ nhân đều là phân ở trúc viện, ngày thường, này vài vị khách nhân không có tới, các nàng liền đi mặt khác xương viện hỗ trợ, chỉ cần tới khách nhân, các nàng liền sẽ trở về nơi này. Trước kia hắn mang một cái màu bạc mặt nạ, bọn họ cảm thấy thần bí. Sau tới tháo xuống mặt nạ, lại nhìn phong độ nhẹ nhàng, hiện tại này cười, thật đúng là làm các nàng phương tâm thình thịch loạn nhảy, các ngươi đều đi xuống đi,
có cái gì yêu cầu ta sẽ kêu các ngươi. Đường Tử Nặc tiếp nhận thị nữ trong tay giỏ tre, nhẹ giọng nói, chính là, chúng ta đến hầu hạ phu nhân tắm gội. Cầm đầu thị nữ gấp giọng nói, ta tới liền hảo. Đường Tử Nặc nhìn Kiều Xuân, cười cười, thâm thúy mắt đen lập lòe tinh quang. Kiều Xuân bĩu môi, hờn dỗi hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm, ngươi sẽ hầu hạ nhân ra tắm gội, nhân cơ hội ăn bớt còn kém không nhiều lắm. Là, cái kia thị nữ biểu tình phức tạp nhìn các nàng liếc mắt một cái, suy sụp lui xuống, không thể tưởng được. Liệu công tử đã có gia thất, hắn phu nhân thật đúng là hạnh phúc à, nghi, bọn thị nữ trong lòng vang lên một mảnh thanh thúy tan nát cõi lòng thanh. Đường Tử Nặc giữ cửa xuyên hảo, đi đến thau tắm trước, đem hoa tươi cánh cấp sái đi vào, lại từ cổ tay áo lấy ra một cái tiểu bình sứ, hướng bên trong đảo vào vài giọt xanh tươi chất lỏng, tức khắc, phòng bị hương khí quanh quẩn. Kiều Xuân đi qua, nhìn hương khí mờ mịt thau tắm, ngắm liếc mắt một cái Đường Tử Nặc cặp kia tỏa sáng đôi mắt, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra có điểm thẹn thùng tới, tứ muội, vi phu hầu hạ ngươi tắm gội, tốt không? Chính là, ngươi không cảm thấy có điểm quái sao? Kiều Xuân mắc cỡ đỏ mặt, cái loại này nước chảy thành sông tình cảm thăng hoa là một chuyện, hiện tại, ngay trước mặt hắn thoát đến trần như nhộng tắm gội, rồi lại là một chuyện khác. Đường Tử Nặc cười khẽ thanh, trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ hài hước, ôn nhu nói, trên người của ngươi có cái nào địa? Phương, ta là không có xem qua, vẫn là không có sờ qua, cái kia không giống nhau, ít nhất là có tiền diễn, cảm giác không như vậy quái. Kiều Xuân quăng hắn một cái xem thường, vểnh lên miệng. Đường Tử Nặc nhìn nàng vểnh lên môi anh đào, không khỏi nuốt một ngụm thủy, ngay sau đó phó chi lấy hành động, cúi đầu hôn lên đi, nàng muốn tiền diễn, hảo đi, hắn vui cho, chỉ là thiên lôi câu động địa hỏa, sự tình, một khi phát sinh lại là rất khó có dừng lại. Đương Kiều Xuân lấy lại tinh thần khi, chính mình đã bị hắn ôm vào thau tắm, mà hắn cũng không biết khi nào đã cởi sạch, đang từ mặt sau vây quanh nàng, hai người ái muội ngồi ở cùng nhau, nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình, mặt sau truyền đến một tiếng kêu rên, ngay sau đó hạ cổ liền bị một cái cứng rắn đổ vật cấp chống lại. Kiều Xuân căng thẳng thân mình, ngồi vẫn không nhúc nhích, như thế mở ra sự tình, mặc kệ là kiếp trước, vẫn là kiếp này nhưng đều là trước một chuyến. Đường Tử Nặc cảm giác được nàng căng thẳng, cúi đầu một đầu, trên mặt nước tất cả đều là hồng hồng cánh hoa, giờ phút này hắn nhưng thật ra hối hận chính mình vừa mới tưới xuống này đó cánh hoa, bàn tay to ở trong nước khắp nơi du tẩu, đầu để ở nàng trên vai, trò đùa dai hướng nàng bên tai thổi một ngụm nhiệt khí, sâu thẳm như đàm con ngươi hàm chứa hài hước ý cười, thanh âm khàn khàn nói, tứ muội, vi phu giúp ngươi xoa bối, không cần, ta chính mình tới. A hắn nhẹ nhàng nhéo, tức khắc, làm nàng, không khỏi hét lên, hắn cư nhiên nhất cái kia, ân thân mình bị vặn lại đây, đôi môi ngay sau đó bị hắn bao phủ lại đây, thủy ôn tiệm lạnh, vừa ôn tiệm thăng, trên mặt nước cánh hoa như là một hoa lãng dường như vùng vẫy, như ẩn như hiện lộ ra dưới nước một mảnh, cốc cốc cốc, công tử, vương gia nô tí đưa quần áo phụ tùng lại đây giúp phu nhân trang điểm trải chuốt. Ngoài cửa vang lên một tiếng thanh thúy thanh âm, khắc hoa trên giường lớn Kiều Xuân, từ từ tỉnh lại, kéo ra tơ lụa lạnh hơi chăn gấm vừa thấy, trên mặt không cấm thiêu lên, nàng chỉ nhớ rõ bọn họ ở trong nước đại chiến, nhưng không nhớ rõ chính mình như thế nào liền ngủ rồi, duỗi tay nắm hạ vòng ở chính mình vòng eo thượng bàn tay to, Đường Tử Nặc ngay sau đó hít hà một hơi, rút về tay, muộn thanh nói, ngươi đây là ở mưu sát thân phu. Thiết, chỉ là nhất một chút mà thôi, vẫn là ngươi cũng chỉ là như vậy yếu ớt bất kham. Kiều Xuân tức giận phun hắn một ngụ, giả dương ăn lão hổ ra hỏa, yếu ớt bất kham. Đường Tử Nặc vặn quá nàng thân mình, không phục nói, ngươi nói ta yếu ớt bất kham, muốn hay không làm ta lại đến một lần, ta liền sợ ngươi lại vựng một lần. Vựng, nàng hôn mê, cư nhiên ở lúc ấy hôn mê bất tỉnh, đây là cái gì trạng huống? Bên ngoài có người tới, ngươi đi đem ta quần áo lấy lại đây, ta như vậy như thế nào gặp người. Kiều Xuân duỗi tay kháp hạ hắn eo cơ, không màng hắn tiếng hút khí, cười cười nói, còn không kém, cơ bắp man rắn chắc, thật vậy chăng? Đường Tử Nặc vừa nghe, trên mặt lập tức cười thành một đóa hoa, vui vẻ chứng thực, ân, cốc cốc cốc, công tử, tới, chờ một lát một chút. Kiều Xuân bay nhanh ứng hạ, hướng Đường Tử Nặc chu chu môi.
nói, ngươi nhưng thật ra giúp ta đem bình phong thượng quần áo lấy lại đây a. Thật là, những cái đó ngoài cửa người, không được liên tưởng nhẹ nhàng mới là lạ. Ha ha, không thể tưởng được nhà ta nương tử cũng là cái. Mỏng ra mặt, đường tử nặc cười khẽ thanh, thong thả ung dung rời giường, chậm rãi hướng đi bình phong chỗ, giống như lầm bầm lầu bầu ném xuống một câu, nhưng kia phương diện xem ra, cũng không giống như là cái mỏng ra mặt a. Kiều Xuân nhìn hắn lắc lắc đầu, tựa hồ man buồn rầu bộ dáng, không khỏi thở phì phì trừng mắt hắn. Ngay sau đó rồi lại bị hắn kia hoàn mỹ đảo tam giác dáng người cấp lóe mắt, ngơ ngác nhìn hắn, thẳng kém không chảy nước miếng, nương tử, yêu cầu vi phu, giúp ngươi mặc không, ách không cần. Kiều Xuân phục hồi tinh thần lại, một phen đoạt quá quần áo, tiếng vang, một hồi liền mặc chỉnh tề, đường tử nặc thấy nàng đã mặc tốt, liền đi qua đi mở ra cửa phòng, thấy ngoài cửa đứng mấy cái xa lạ thị nữ, trong tay nâng quần áo. Phụ tùng, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, cấp công tử, phu nhân thỉnh an, nô tỳ phụng vương gia chi mệnh, thế phu nhân trang điểm, bọn thị nữ trên mặt không có một tia không kiên nhẫn, mà là cung, kính chiều bọn họ hành lễ. Kiều Xuân từ trong phòng đi ra, hơi có chút kinh ngạc nhìn các nàng trong tay đồ vật, giây lát chi gian, minh bạch hoàng phủ kiệt dụng ý, các nàng là muốn vào cung diện thánh, quần áo, ăn diện đều là không thể thất lễ. Hơn nữa, cung yến thượng còn có không ít ngoại quốc sứ giả, cho nên, các nàng càng là qua loa không được. Mời vào đi, đường tử nặc sườn khai thân mình, nhìn các nàng bưng vật phẩm, nối đuôi nhau mà nhập, mày rậm hơi trao. Kiều Xuân, từ trước đến nay không mừng phức tạp ăn mặc, thật hy vọng bọn họ có thể sớm ngày trở lại trong núi thôn, quá thượng bình tĩnh sinh hoạt. Kiều Xuân tuy là không mừng này đó, nhưng là, trước mắt các nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Phu nhân mời ngồi, ân, ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, một cái lớn lên thanh tú thị nữ liền đi rồi đi lên, mềm nhẹ buông nàng tóc, chậm rãi trải vuốt lên, tứ muội, ta đi sư phụ nơi đó nhìn xem, đợi lát nữa lại trở về. Trong phòng một đống thị nữ, hắn chỉ có thể ngồi ở một bên nhìn, nghĩ đến buổi tối cung yến, hắn cảm thấy hay là nên đi tìm sư phụ cùng tiền tài, thương hiệp một chút, trước bị một ít kế sách cũng là tốt. Những cái đó ngoại quốc đại sứ nếu đại phí chu trương đưa bọn họ mời vào cung, phỏng chừng cũng nhất định là nghĩ kỹ rồi làm khó dễ biện pháp. Kiều Xuân nhìn trong gương hắn, cười hạ nói, ân, ngươi đi đi, một con dương, hai con dê, ba con dương, 2899 con dê, nhưng đối mặt người xa, lạ, nàng cũng tìm không thấy đề tài, nhàm chán hết sức, chỉ cần ở trong lòng số dương. Ai, Kiều Xuân khẽ thở dài một hơi, nội tâm phát điên, này sơ cái đầu cũng lâu lắm đi, nàng vẫn luôn bảo trì một động tác, ngồi đến không chỉ có là eo đau bối đau, cổ thì đều đau, thật sự là buồn tẻ vô vị. Kiều Xuân khóe mắt dư quang ngắm ngắm, lúc này mới phát hiện trong phòng có một cái kệ sách, trong lòng vui vẻ, liền đối với một bên thị nữ hỏi, ngươi có thể hay không đến kệ sách thượng, lấy một quyển sách cho ta. Phu nhân, ngài muốn nhìn cái gì thư, nô tỳ hảo giúp ngươi lấy, đều được. Nghĩ thầm, cái gì thư đều so số dương cùng phát ngốc muốn tới đến cường đi. Thanh Liên, đem bộ diêu lấy lại đây. Xuân Cẩm, đem phát cao lấy lại đây. Cẩm Thúy, đem hoa tai lấy lại đây. Theo trải đầu thị nữ từng tiếng ra lệnh, Kiều Xuân đầu cũng càng ngày càng nặng, nàng thực lo lắng, chờ một chút nàng có thể hay không đứng lên, lập tức liền ngã đầu thua tạ. Trên mặt đất, chỉ có thể đảo đi rồi, đem trong tay thư, thả xuống dưới, ngước mắt hướng gương đồng nhìn lại, tức khắc, bị bên trong nhân nhi cấp hấp dẫn đi vào, này trong gương nhân nhi thật là chính mình sao, đào hình lưu hải tiếp theo song mắt, như hồ thu ngập nước nạm ở trắng nõn mặt trái xoan thượng, tế mi như liễu, mũi cao thẳng, phấn đô đô cái miệng nhỏ thủy nhuận nhuận, cao cao như ý búi tóc thượng cắm điệp hình kim ngọc khoảng cách tương xuyến bộ diêu, một bên lại là... Thánh nhã hoa trà hình ngọc trâm, này thị nữ tay cũng thật xảo, phu nhân thật đẹp. Bọn thị nữ ngơ ngác nhìn giống như tiên tử Kiều Xuân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán cùng ý cười, tự đáy lòng ca ngợi, nơi nào, ta xem là rõ ràng chính là ngươi khéo tay, cảm ơn ngươi. Kiều Xuân đảo qua vừa mới buồn bực tâm tình, mi hoan mắt cười nhìn trong gương chính mình, cũng là, có ai không thích chính mình mỹ mỹ. Trọng điểm là, như vậy ăn diện hạ chính mình, nàng vẫn là lần đầu, tiên nhìn đến, đương nhiên không thể thiếu sẽ thực mới mẻ, này liền nô tỳ nên làm, phu nhân, thỉnh thay quần áo,
thị nữ hồi lấy cười, đối cái này mỹ mạo lại không cái giá khách quý tức khắc tâm sinh hảo cảm. Kiều Xuân nhìn thoáng qua thị nữ trong tay quần áo, thấy các nàng không có phải về tránh ý tứ, chiều các nàng cười một cái, nói, các ngươi buông đi, ta chính mình tới liền hảo, là, lại là chỉnh tề lại thanh thúy trả lời, các nàng rời khỏi phòng, cũng chi kỷ đóng lại cửa phòng. Kiều Xuân về phía trước, nhìn trên giường nơi đó trong ngoài ngoại nguyên bộ quần áo, trong lòng không cấm cười khổ, diện thánh cũng thật không phải kiện nhẹ nhàng sự, chỉ là này trang điểm trải chuốt liền đem nàng mệt cái chết khiếp, buổi tối còn không biết sẽ có cái gì sự tình chờ nàng. Ôm quần áo đi vào bình phong sau, một kiện thay, hiện giờ nàng đối này đó nút bọc nhưng thật ra cũng thuận buồm xuôi gió. Kiều Xuân đi đến trước gương nhìn xa lạ chính mình, màu xanh lục hoa y bọc thân, ngoại khoác màu trắng áo lụa, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng rõ ràng có thể thấy được xương quai xanh, váy phúc nếp gấp mặt trên thêu sinh động như thật màu trắng hoa trà, làn váy kéo trên mặt đất, duỗi tay kéo kéo trên mặt đất làn váy, khuôn mặt nhỏ không cấm khẩn ninh thành một đoàn, làm nàng xuyên như vậy váy đi đường, nàng không được bị chính mình vấp phải nơi nơi quăng ngã a, không thể không nói, này váy là đẹp, chính là ăn mặc nó đi đường, quá khó khăn. Cốc cốc cốc, tứ muội, ngươi đổi hảo quần áo không có, Trác Tuyệt đã bị hảo xe ngựa, chúng ta lập tức liền phải tiến cung. Ngoài cửa truyền đến đường tử nặc thuần hậu sang sảng thanh âm, Kiều Xuân vẻ mặt đau khổ, buông làn váy, hướng ngoài cửa ứng thanh, vào đi, kéo kẹt, cửa phòng theo tiếng mà khai, đường tử nặc hướng bên trong vừa thấy, ý cười giạt rào mặt trở thạch hóa. Miệng khẽ nhếch, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Kiều Xuân xem, thật đẹp a, giống như là dưới ánh trăng một đóa khai ở cây trà sao thượng hoa trà, kia màu trắng áo lụa chính là ánh trăng, tứ muội, ngươi thật như là cái trà tiên tử, đại ca cho ngươi bị nảy thân, thật đúng là hạ đủ tâm tư, đợi lát nữa những người đó thấy, chắc chắn nghĩ lầm trà tiên tử hạ phàm. Đường tử nặc nhìn nàng. Ánh mắt lập lòe, đột nhiên ngữ khí vừa chuyển, ê ẩm nói, nếu có thể, ta thật không muốn để cho người khác nhìn đến như vậy ngươi, ngươi hiện tại chính là, càng ngày càng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, nên không phải là thường xuyên rèn luyện đi. Kiều Xuân nhấp môi cười khẽ, nhìn hắn đáy mắt mê muội, trong lòng nhịn không được hơi hơi đắc ý lên, trong miệng lại nói một ít tình nhân gian trêu ghẹo lời nói, ta chỉ đối với ngươi nói những lời này, người khác muốn nghe. Môn đều không có, ha ha, Kiều Xuân cười khẽ ra tiếng, trong suốt thâm thúy con ngươi lập lòe ánh sáng, vậy ngươi sau này mỗi ngày nói một câu, không thể lặp lại, ách, không thể lặp lại, này cũng quá nghiêm khắc đi, đi thôi, lại không đi, thời gian liền tới không kịp. Đường tử nặc duỗi tay nắm nàng, nâng bước hướng ngoài cửa mà đi. Kiều Xuân thật cẩn thận toái chạy bộ, sợ sẽ bị chính mình làn váy sẫy. Bên tai đột nhiên bay tới một câu, giống bình thường đi đường giống nhau đi là được, sẽ không sẫy. Cong cong môi, khóe miệng tràn ra một mạt hạnh phúc tươi cười, Kiều Xuân yên tâm, ấn hắn nói, đạp bình thường nện bước về phía trước. Đi, dù sao, có hắn ở, liền tính bị sẫy, cũng không có khả năng sẽ quăng ngã rảo, bởi vì, hắn sẽ tiếp được nàng. Viện môn hạ, Liễu Như Phong cùng Tiền Tài nhìn thịnh trang Kiều Xuân. Trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ tán thưởng, bốn người ngồi Trác Tuyệt giá xe ngựa, thật mạnh cửa cung, thẳng tới thông hướng hậu cung cuối cùng một đạo cửa cung, ngự, Trác Tuyệt nhảy xuống xe ngựa, đứng ở một bên, nhẹ giọng nói, tiên sinh, tới rồi, bốn người nhảy xuống xe ngựa, cửa cung sậu chạy, bộ tới một cái thái giám, đứng ở bọn họ trước mặt, nhẹ quét bọn họ liếc mắt một cái, Trác Tuyệt tiến lên, đôi hắn chắp tay hành lễ, mỉm cười nói, an công công. Vị này chính là đường phu nhân. An công công tinh tế đánh giá Kiều Xuân, khóe miệng tràn ra một mạt cười như không cười tươi cười, hỏi, ngươi chính là Kiều Xuân? Kiều Xuân nghe hắn kia tiêm tế thanh âm, thân mình không khỏi run lên, chấn động rất xuống một thân nổi da gà, nguyên lai đây là trong truyền thuyết thái giám, thanh âm quả nhiên là tiêm tế lại trói tai, không có đối hắn công nhiên đánh giá tỏ vẻ bất mãn, Kiều Xuân mỉm cười đáp lại, đúng là tiểu phụ nhân. An công công, hảo, xem ở tất cả mọi người đều là nữ nhân phân thượng, ngươi như vậy vô lễ đánh giá cùng thái độ, ta liền không cùng ngươi so đo, nhưng đứng ở một bên đường tử nặc trong lòng đã có thể không vui, đang dùng ánh mắt nháy mắt hạ gục hắn, ân, đi theo ta đi, mắt trường đỉnh đầu an công công tuy thấy bọn họ là từ hoàng phủ kiệt bên người thị vệ đưa tới,
nhưng là, nói đến cùng cũng chính là mấy cái ở nông thôn trồng trọt, hắn nhưng không để vào mắt. Liễu Như Phong xoay đầu chiều Đường Tử Nặc nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, ý bảo làm hắn đừng để ý. Hắn tốt xấu tại đây hậu cung làm mười mấy năm ngự y, cái dạng gì người không có gặp qua. Nói nữa, này hậu cung người mặc kệ là chủ tử vẫn là hạ nhân, tất cả đều không phải ăn chay, mang theo có sắc ánh mắt xem người, này quá bình thường bất quá. Đường Tử Nặc nhẹ nhàng gật gật đầu, cúi đầu thấy Kiều Xuân vẻ mặt nhàn nhạt, đảo cũng liền không hề âm thầm so đo. Vài người theo An Công Công đi tới một chỗ thiên tính tiểu viện tử, các ngươi liền ở chỗ này chờ đi, chờ cung yến bắt đầu khi, nhà ta sẽ sai người tới kêu các ngươi. Dứt lời, xoay người mà ra. Kiều Xuân nhìn thanh tĩnh sân, liền cái cung nữ đều không có, bất quá, quét tước thật sự sạch sẽ, không có người ngoài ở, nàng đảo cảm thấy càng tự tại một ít. Liễu bà bá, ngồi đi, cái này đại tề triều hoàng cung rất lớn, tuy vô pháp cùng thế kỷ 21 cố cung so sánh với, nhưng từ vừa mới ngồi xe ngựa tiến cửa cung tới xem, cũng nhất định sẽ không quy mô nhỏ. Ân, các ngươi hai cái cũng ngồi đi. Liễu Như Phong tiếp đón Tiền Tài cùng Đường Tử Nặc ngồi xuống, ngước mắt cười nhìn Kiều Xuân, hỏi, Xuân Nhi, nhưng sẽ khẩn trương không? Sẽ không, Liễu bà bá yên tâm, Xuân Nhi không có việc gì. Kiều Xuân biết bọn họ đều ở lo lắng kế tiếp cung yến, bởi vì ai cũng không biết sẽ có cái dạng gì vấn đề chờ các nàng, nhưng là, bọn họ không biết, này đối nàng tới nói, không xem như bao lớn vấn đề, nàng dự thi năng lực từ trước đến nay không tồi. Kiều Xuân nhìn đoàn người nhíu lại mày, tìm chút nhẹ nhàng đề tài, mấy cái tạm quên hết thảy hàn huyên lên. Liệu bá bá, Hoàng Phủ Kiệt cau mày đi đến, hừ lạnh một tiếng, thập phần không vui nói, kia An đến Thanh liền đem các ngươi an bài ở chỗ này, hảo cái thế lực nô tài. Đại ca, ngươi đừng nóng giận, nơi này khá tốt, thanh tĩnh, còn không có người ngoài ở, chúng ta nhưng thật ra thích. Kiều Xuân cười trấn an hắn, nhìn giữa mày có nhàn nhạt mỏi mệt hắn, lại nói, đại ca, mấy ngày nay rất bận đi. Hoàng Phủ Kiệt nhìn về phía nàng, nhìn thấy thịnh trang sau nàng, trước mắt không khỏi sáng ngời, ngay sau đó cười ha hả nói, tứ muội, ngươi như vậy trang điểm một chút, nhân gia còn tưởng rằng là nước nào công chúa đâu, xem ra, kia tiểu tử cũng không tệ lắm. Kiều Xuân hồi lấy cười, buồn rầu nói, đẹp là đẹp, chính là, không có phương tiện, ta còn phải thật cẩn thận đi đường, này không đi đường thời điểm, đảo như là như vậy một chuyện, nhưng ta này vừa đi lộ, lập tức liền phá hủy mỹ cảm, xem ra a thích hợp chính mình, mới là tốt nhất, ha ha ha. Hoàng Phủ Kiệt nghe cười ha ha lên, lược có cảm xúc nói, tứ muội chính là tứ muội, từ ngươi trong miệng nói ra nói, chính là không giống nhau, bất quá, ta thích câu này thích hợp chính mình, mới là tốt nhất. Đại gia lẫn nhau liếc nhau, ngồi vây quanh xuống dưới. Liễu Như Phong nhìn Hoàng Phủ Kiệt, hỏi, A Kiệt, ngươi biết lần này Tấn Quốc sứ giả tưởng so chút cái gì sao? Tiền Tài cùng Đường Tử Nặc song song nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Kiệt, nhưng thật ra Kiều Xuân trên mặt như cũ là nhàn nhạt. Hoàng Phủ Kiệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, cái này ta cũng không có nghe được, nhưng là, ta tin tưởng tứ muội nhất định có thể. Vương gia Cát Tường, ngài nguyên lai ở chỗ này, nhưng làm nô tài hảo tìm a, thánh thượng sai người chính nơi nơi tìm ngài đâu. Một cái thái giám đi đến, nhìn đến Hoàng Phủ Kiệt ở chỗ này, không khỏi kinh ngạc lên, ngay sau đó phản ứng qua đi, hướng hắn hành lễ, nhìn Kiều Xuân các nàng liếc mắt một cái, lại nói, vài vị, yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, mời theo nô tài đến đây đi. Hoàng Phủ Kiệt đang đứng dậy, nhìn Liễu Như Phong bọn họ, nói, Liễu bá bá, đi, chúng ta một khối qua đi, hắn đi theo cùng nhau, những người đó nhiều ít cũng sẽ cố kỵ một chút. Liễu Như Phong minh bạch hắn ý tứ, hướng Đường Tử Nặc bọn họ xử cái ánh mắt, liền đi theo đứng lên, tùy hắn mà đi. Kia thái giám thấy vương gia nhìn như rất là coi trọng này vài người, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ sao sợ, may mắn chính mình còn không có tới cập. Đến Y An Công Công ý tứ đối bọn họ làm khó dễ một chút, thảo muốn thưởng bạc, bằng không, lúc này vô hình chung chính là đắc tội vương gia, kia hắn đã có thể ăn không hết gói đem đi. Hắn phục hồi tinh thần lại, duỗi tay vỗ vỗ ngực, nhìn đã đi đến viện môn khẩu người, nâng bước đuổi theo, cúi đầu thuận mi lãnh bọn họ đi tổ chức yến hội Thanh Tuyền Cung. Tới rồi Thanh Tuyền cửa cung trước,
Hoàng Phủ Kiệt ý bảo thái giám đi vào bẩm báo, chính mình tắc theo chân bọn họ đứng chung một chỗ, chờ tuyên thấy. Vốn dĩ, hắn là có thể trực tiếp diện thánh, nhưng là suy xét đến, bọn họ đợi lát nữa muốn đối mặt đại trường hợp, liền quyết định cùng bọn họ cùng nhau, xem như cho bọn hắn một ít duy trì. Khởi bẩm hoàng thượng, Kiều Xuân đám người đã ở ngoài cung chờ tuyên thấy, thái giám đi vào, đối với ngồi ngay ngắn ở cao cao chủ vị thượng đương kim hoàng thượng Hoàng Phủ, Tuấn quỳ xuống, tuyên, Hoàng Phủ Tuấn thâm thúy hắc mâu trung hiện lên một tia tò mò. Không cấm ngồi thẳng thân mình, chiều cửa đại điện nhìn xung quanh, thịnh truyền này hòa bình. Trấn Kiều Xuân là trà tiên tử hạ phàm, không chỉ có sáng suốt hơn người, còn mạo mỹ như tiên, hôm nay, hắn cần phải hảo hảo nhìn một cái, này đó đồn đãi rốt cuộc có phải hay không thật sự. Điện hạ những cái đó đại thần cùng ngoại quốc sứ giả tất cả đều duỗi dài quá cổ, tò mò chiều cửa đại điện nhìn lại, đại điện trung tiếng hút khí này phập phồng lạc. Mỗi người mở to mắt, không chớp mắt nhìn nàng nâng bước mà đến, chỉ thấy nàng một thân áo lục hoa phục, váy phúc nếp gấp mặt trên thêu sinh động như thật màu trắng hoa trà, làn váy kéo trên mặt đất, làm nàng đi đường dáng đi càng thêm ung dung nhu mỹ, kia váy nếp gấp thượng bạch hoa hoa trà theo nện bước, như là từ không trung sái lạc xuống dưới hoa tươi cánh giống nhau, như đúng như huyễn, một đôi tinh mắt như thịnh trở một hồ xuân thủy, vì ba nhộn nhạo. Hai cong liễu diệp điếu sao mi, đan môi thủy nhuận, dáng người thon thả, là lướt hấp dẫn, hảo một cái trà tiên tử, hảo một cái trà tiên tử. Đương Kiều Xuân đi vào Thanh Tuyển Cung, nguyên bản ly ảnh rượu hương trường hợp tức khắc an tĩnh lại. Thanh Tuyển Cung trong điện, hoa lệ đèn lồng phóng thích nhu hòa ánh sáng, tại đây nhu mỹ ánh sáng chiết xạ chung, một nữ tử nhẹ nhàng chậm rãi mà đến, một bộ áo lục mạ lên nhu hòa kim sắc. Nàng kia thuần tịnh, xuất trần khí chất, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Trong đại điện vang lên so le không đồng đều trừ hút thanh, mọi người sôi nổi đều đang âm thầm khen ngợi. Này Kiều Xuân quả nhiên là một vị tuyệt thế vô song đại mỹ nhân. Đường Tử Nặc đám người bồi nàng cùng tiến vào Thanh Tuyển Cung, nghe được chung quanh chỉ một thoáng an tĩnh xuống dưới, sau đó trừ hút thanh trên dưới phập phồng, hắn hơi hơi nghiêng mắt ngóng nhìn, thấy nàng đắm chìm trong một mảnh nhu hòa kim sắc. Khí chất nhanh nhẹn, một lòng bỗng nhiên đập lỡ một nhịp, hắn mày khóa khởi, không quá vui mừng mọi người giờ phút này đánh giá Kiều Xuân ánh mắt, Kiều Xuân mắt, nhìn thẳng, nhẹ nhàng gót sen đi đến đại điện trung ương, Hoàng Phủ Kiệt đi nhanh về phía trước một bước, đối với chủ vị Hoàng Phủ Tuấn hành lễ, thần tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng đệ bình thân, ban tòa, hơi rũ đầu, Kiều Xuân cong cong khóe môi, rất là cảm kích Hoàng Phủ Kiệt làm mẫu. Hắn này ra đơn giản chính là cho bọn hắn làm một cái tiêu chuẩn làm mẫu mà thôi, dân phụ Kiều Xuân, thảo dân Đường Tử Nặc liễu như phong, tiền tài, tham kiến. Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, bốn người đứng ở một loạt, ăn ý quy xuống, hướng chủ vị thượng Hoàng Phủ Tuấn hành thăm viếng chi lễ. Bình thân, Hoàng Phủ Tuấn nhàn nhạt chiều điện hạ bốn người nhìn lướt qua, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó quay đầu nhìn Hoàng Phủ Kiệt. Khẽ cười nói, Hoàng đệ, chấm mới vừa sai người khắp nơi tìm ngươi, không thể tưởng được ngươi cùng bọn họ ở bên nhau. Khởi bẩm Hoàng huynh, Đường Tử Nặc cùng Kiều Xuân, tiền, tài đều là thần đệ nghĩa đệ muội, chúng ta đã có chút nhật tử không thấy, cố thần đệ riêng đi cùng bọn họ ôn chuyện, mong rằng Hoàng huynh thứ tội a. Hoàng Phủ Kiệt đằng mà từ trước bàn đứng lên, hướng Hoàng Phủ Tuấn giải thích. Hoàng Phủ Kiệt nói như là một cục đá đánh nhập mọi người trong lòng. Không nghĩ tới này Kiều Xuân cư nhiên là Tiêu Giao Vương nghĩa muội, kế tiếp kia căn cứ làm khó dễ chi ý Tấn Quốc sứ giả, sợ là cũng phải cố kỵ Tiêu Giao Vương đi, ha ha, có trò, hay xem lâu. Hoàng Phủ khuôn mặt tuấn tú thượng treo nhàn nhạt ý cười, long nhạt khải, nguyên lai Hoàng đệ cùng bọn họ còn có như vậy uyên duyên, người tới a, ban tòa, đặt ở long ý hai sườn đôi tay gắt gao nắm chặt, Hoàng Phủ Tuấn trong lòng không khỏi suy đoán. Hoàng Phủ Kiệt cùng những người này kết làm nghĩa huynh muội chân thật dụng ý, trên mặt treo ý cười, nhưng tâm lý lại là suy nghĩ bay lên, tạ Hoàng thượng. Kiều Xuân mấy người hành lễ bái tạ, theo cung Nga chỉ dẫn, đi tới bọn họ chỗ ngồi, mọi người thấy nàng một giới nông phụ, đối mặt như thế đại trường hợp, lại một chút không có luống cuống dấu hiệu, trong lòng không khỏi đối nàng lại nhiều vài phần tán thưởng, này nơi nào là cái gì nông phụ? Nhớ tới chính mình mới gặp mặt rồng khi bộ dáng, tự thấy không bằng, này gan dạ sáng suốt bọn họ cũng là không có.
Hoàng Phủ Tuấn Hướng đứng ở một bên đại thái giám sử cái ánh mắt, kia thái giám lập tức hiểu ý, mỉm cười chụp ba tiếng thanh thúy vỗ tay, tức khắc thư hoãn duyên dáng tiếng đàn từ đại điện sau truyền đến, tiếng đàn chợt cao chợt thấp, ưu nhã uyển chuyển, có tiểu kiều nước chảy thanh nhã, có ô khe sơn tuyển yên tĩnh, có tuyết sơn băng hồ đông lạnh, cũng có hồ sâu u thủy trầm hậu, kia cầm khúc liền dường như một cổ thanh tuyền chảy vào mỗi người nội tâm, mát lạnh mà linh động, làm người không tự giác mà say mê trong đó. Điện sườn rèm châu tiếp theo mỗi người dung mạo tinh mỹ cung nga, theo cầm khúc nhẹ nhàng, tới đại điện trung ương, dáng người quyến rũ, dáng múa tuyệt đẹp, mọi người buông chén rượu, một bên nghe cầm khúc, một bên thưởng thức vũ đạo, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, kiều xuân hưng thú bừng bừng thưởng thức khởi này cổ đại vũ đạo, này vũ mới xem như nhiếp nhân tâm hồn, phim truyền hình chung những cái đó, vũ hướng này lượng cũng chính là hữu hình vô thần nghệ thuật đồ giỏm. Kiều xuân nghiêng đầu, nhìn đường tử nặc cùng tiền tài trên mặt nhàn nhạt, có điểm thất thần quan, khán vũ đạo, thấy nàng nhìn lại đây, liền song song hướng nàng lộ ra an tâm cười, này hai người là định lực quá hảo, vẫn là xem qua so này càng duyên dáng vũ đạo, phóng mỹ nữ không xem, có bệnh, ngồi ở các nàng đối diện nam tử vừa lúc nhìn lại đây, nhìn bọn họ lẫn nhau gian kia cổ ăn ý, khóe miệng mân khẩn một tia âm lãnh hiện lên ở hắn khuôn mặt thượng. Nguyên lai đại tề triều bà tánh trung thịnh truyền trà tiên tử chính là nàng, chỉ là không nghĩ tới nàng cư nhiên là Tiêu Giao Vương nghĩa muội, bên người còn có hai cái hộ hoa sứ giả, nàng hoàn toàn ra ngoài chính mình dự kiến. Kiều Xuân cảm nhận được đối diện phóng lại đây ánh mắt, thấy đối phương đối với chính mình mỉm cười gật đầu, liền cũng hồi lấy cười, đạm nhiên gật đầu, ngay sau đó rời đi mắt, tiếp tục quan khán giữa điện vũ đạo, người này không đơn giản. Hắn tuy khóe miệng mỉm cười, nhưng cặp kia mắt lại là âm lãnh, người như vậy là nguy hiểm nhất người, xem hắn quần áo trang điểm, đảo, không rất giống là đại tề triều người, chẳng lẽ hắn chính là Tấn Quốc sứ giả. Một khúc rơi xuống, cung mảnh sau đi ra một vị tuyệt sắc mỹ nữ, nàng trên đầu mang tơ vàng bát bảo tích cóp châu búi tóc, búi ánh sáng mặt trời năm phượng quải châu thoa, hạng thượng mang vàng dòng bàn ly chuỗi ngọc vòng, váy biên hệ xanh lá cây cung dây. Song hành so mục mân bội, một đôi đơn phượng nhãn, hai cong liễu diệp, vóc người thon thả, phấn mặt hàm xuân uy không lộ, đan môi chưa khởi cười. Trước nghe, người tới a, dọn trương ghế dựa lại đây, Hoàng Phủ Tuấn quay đầu nhìn về phía rèm châu hạ, trên mặt tức khắc tràn ra một mặt ôn nhu tươi cười, đối bên người thái giám hét lớn một tiếng, ngay sau đó đứng lên tiến lên vài bước dắt quá tay nàng, cười nói, ái phi, vất vả. Nhộn nhạo như mặt nước ôn nhu thanh minh con ngươi nhìn Hoàng Phủ Tuấn, nàng kia không cấm xinh đẹp cười, nhưng cười lại càng là nhiếp nhân tâm hồn, một đôi má lúm đồng tiền nạm ở khóe miệng, mỹ, đến làm người không rời được mắt trừ. Hoàng thượng, thần thiếp không vất vả, chỉ cần Hoàng thượng vui vẻ liền hảo, lăng môi khẽ mở, thanh thúy như dạ oanh thanh âm vang ở đại điện trung, đại điện hạ mọi người rốt cuộc đã biết, vì sao vừa mới cầm khúc như thế êm tai, tựa như âm thanh của tự nhiên. Nguyên lai là xuất từ đại tề triều đệ nhất tài nữ Đổng Quý Phi tay, tương truyền nàng chính là lấy này siêu nhiên cầm kỹ cùng thiên tiên mỹ mạo, thắng được lâu thịnh không suy, ân sủng, thỉnh nương nương nhập tòa, bọn thái giám dọn một cái ghế cùng long ỷ tề bình, Hoàng Phủ Tuấn nắm Đổng Quý Phi nhập tòa sau, ưu nhã một lần nữa ngồi xuống, gợi lên khóe môi, cười nhạt nhìn đại điện hạ mọi người, đột nhiên, đối diện kia nam tử đứng lên. Đi đến đại điện trung ương, đối với chủ vị thượng Hoàng Phủ Tuấn hành lễ, cất cao giọng nói, Hoàng thượng, chúng ta Tấn Quốc xưa nay lấy lá trà nổi danh, hiện giờ quý quốc sản xuất lá trà, thế nhân giai tán, quý quốc văn hóa tinh thâm, tại hạ muốn cùng nàng giao lưu một chút trà văn hóa, vịnh thơ một đầu, vịnh thơ một đầu, này không phải xích quả quả làm khó dễ sao, ai đều biết Kiều Xuân nãi một giới nông phụ, tại đây đại tề triều đừng nói là nông phụ. Chính là quan gia thiên kim tiểu thư cũng phần lớn lấy nữ hồng là chủ, văn tự phương diện chỉ là lược hiểu ra lông mà thôi, có thể vịnh thơ đối nghịch sợ là tìm không ra mấy cái tới. Trong điện tức khắc vang lên hút không khí, thanh, toàn không hẹn mà cùng nhìn về phía ngón tay phương hướng Kiều Xuân, trong lòng không cấm vì nàng cảm thấy lo lắng, cùng am mang Tấn Quốc sứ giả âm hiểm, hắn này vừa ra rõ ràng chính là chọn nhân ra khuyết điểm tới so sao. Hoàng Phủ Tuấn anh mi hơi trao, nhàn nhạt quét về phía Kiều Xuân, thấy nàng trên mặt nhất phái tự nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên không nên đáp ứng Tấn Quốc sứ giả yêu cầu.
nếu có thể thắng, nhưng thật ra có thể cho Tấn Quốc một ít gia oai phủ đầu, chính là, thua đâu, hắn cũng ném không dậy nổi người này. Tấn Quốc sứ giả vừa lòng nhìn mọi người trên mặt quận bách chi sắc, quay đầu cung kính nhìn Hoàng Phủ Tuấn, ngữ khí hơi có chút ngoài ý muốn nói, Hoàng thượng, chẳng lẽ quý quốc nữ tử cũng chỉ thức xuống đất, nữ hồng, chúng ta Tấn Quốc nữ tử mới là mỗi người đều có thể hiểu biết chữ nghĩa, 3 tuổi nữ đồng cũng có thể thục đọc tam tự kinh. Hoàng Phủ Tuấn song quyền nắm chặt, trong lòng chán nản, mặc cho ai cũng nghe đến ra Tấn Quốc sứ giả trong lời nói cười nhạo chi ý, nhưng bọn họ đại tề triều nữ tử xác thật không tinh văn tự, đây cũng là sự thật. Đang ở hắn khó xử hết sức, trong điện vang lên kiều xuân kia như châu ngọc rơi xuống đất thanh âm, thanh thanh thúy thúy một chữ rót vào mọi người trong tai, phảng phất tiếng trời, Hoàng thượng, dân phụ nguyện cùng sứ giả giao lưu. Kiều Xuân chậm rãi di đến đại điện trung ương, đối với chủ vị thượng hoàng phủ, Tuấn hành lễ, nhàn nhạt cùng Tấn Quốc sứ giả đứng chung một chỗ, sứ giả, quả nhiên là phân giả, thấy phùng liền đinh thanh đầu rồi bọ, Hoàng Phủ Tuấn thấy nàng định liệu trước bộ dáng, trước mắt hết sức cũng tìm không thấy lý do uyển cự nhân ra, cười to vài tiếng mới ngừng lại được, đối với bọn họ nói, hai nước tương giao, quan trọng giao lưu, rất tốt, chúng ta đại gia cũng hảo cùng nhau học tập một chút Tấn Quốc văn hóa, nói, đối một bên thái giám quát, người, tới A, cấp 2 vị bị giấy mặc, tuân chỉ, đường tử nặc bọn họ mấy cái hơi có chút lo lắng nhìn Kiều Xuân, tuy rằng biết nàng không giống người thường, nhưng là, vịnh thơ bọn họ ai cũng không gặp nàng vịnh quá, xem vừa mới hoàng thượng như vậy, căn bản là không nghĩ làm nàng ra tới giao cái gì lưu, sợ là hoàng thượng cũng lo lắng ném đại tề triều thể diện, mà bọn họ tắc lo lắng nàng an nguy, nếu làm hoàng thượng khó chịu, tùy tiện tìm cái danh mục, cũng là có thể quang minh, chính đại cho nàng an thượng tội danh, đường tử nặc trong tay áo tay không cấm gắt gao nắm chặt thành quyền. Mắt không chớp mắt nhìn Kiều Xuân, giờ phút này, hắn có điểm hận chính mình chỉ có thể nhìn, lại không thể giúp đỡ một đinh nửa điểm vội. Hắn nói qua, muốn đau nàng, ái nàng, chính là, hiện tại. Chỉ chốc lát sau, mấy cái thái giám cùng cung Nga liền chuyển đến 2 trương cái bàn, trên bàn bãi văn phòng tứ bảo, 2 cái cung Nga đang đứng ở một bên. Nghiên mặc, bắt đầu đi, Hoàng Phủ Tuấn vừa mới vẫn luôn đánh giá Kiều Xuân. Thấy nàng trên mặt vẫn luôn treo một mặt cười nhạt, trước kia lo lắng đã không cánh mà bay, hiện tại hắn càng thêm chờ mong nàng có thể làm ra cái dạng gì thơ tới, là, 2 người ứng thanh, liền từng người chuẩn bị đi. Kiều Xuân thấy kia Tấn Quốc sứ giả trực tiếp lấy bút lưu loát viết lên, trong lòng liền biết đây là hắn sớm đã có sở chuẩn bị, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt đẹp nhẹ chuyển, linh, quang vừa hiện. Cầm lấy bút cũng bắt đầu ở giấy tuyên thành thượng viết xuống từng hàng quyến tú tự thể, hừ, ngươi có ngươi trương lương kế, ta có ta quá tường thang, có lẽ, ngươi là đọc đủ thứ thi thư, không có sai, nhưng là, ta lại vô dụng, cũng còn có không ít cổ nhân thơ có thể mượn. Tấn Quốc sứ giả không viết bao lâu liền ngừng lại, vẻ mặt thực hiện được nhìn về phía Kiều Xuân, mà khi hắn nhìn đến Kiều Xuân cũng đã buông xuống bút, chiều hắn xem ra khi, trong lòng không. Khỏi cả kinh, này đại tề triều nữ tử không phải đều không tinh thông văn tự sao, chẳng lẽ chính mình điều tra kết quả là sai, Kiều Xuân chiều hắn gật đầu mỉm cười, đáy mắt tràn đầy đều là tự tin, ẩn hạ trong lòng bất an, xả lên khóe miệng, hồi lấy cười, đều viết hảo sao, trình lên tới, Hoàng Phủ Tuấn thấy bọn họ dừng bút, liền làm thái giám đi tìm bọn họ viết thơ đều mang lên, xem qua, đại điện người trên mồm to cũng không dám ra. Mỗi người tâm đều huyền lên, tề bá bá nhìn về phía Hoàng Phủ Tuấn, sợ bỏ qua trên mặt hắn bất luận cái gì biểu tình, âm thầm thế Kiều Xuân nhéo một phen mồ hôi lạnh, ân, tiểu đặng tử, lấy xuống, bày biện ở bên nhau, làm tất cả mọi người đều kiến thức một chút bọn họ văn tài. Hoàng Phủ Tuấn đem trong tay 2 trương giấy tuyên thành đưa cho một bên đặng công công, nhìn trong điện mọi người biểu tình, không cấm thoải mái cười ha ha, ha ha ha. Hắn cũng thật không nghĩ tới, bọn họ đại tề triều núi lớn bên trong, cư nhiên còn cất giấu như thế một vị tài văn chương bức người nữ tử, cười, chuyển mắt nhìn về phía Kiều Xuân, đáy mắt chảy qua một tia tán thưởng, một tia, ngồi ở Hoàng Phủ Tuấn một bên Đổng Quý Phi thấy hắn ánh mắt luôn là, ngắm hướng Kiều Xuân, trong lòng đã như bị miêu chảo tử cào giống nhau, đáy mắt hiện lên một tia ánh sao, lặng yên đánh giá nàng.
quả thật là cái tuyệt thế mỹ nữ, may mắn, nàng là cái quả phụ. Bất quá, hoàng thượng từ trước đến nay thiên vị mỹ mạo cùng tài, văn chương cùng tồn tại nữ tử, nếu hắn đối nàng có hảo cảm, kia đối chính mình chính là đại đại bất lợi, quân tâm khó dò, quân sủng càng khó tục, nàng hiện giờ hết thảy, nhưng đều là thận trọng từng bước, dày công tính toán được đến, Kiều Xuân trong lòng không khỏi run lên, cảm giác được có một đạo lãnh liệt quang từ phía trên bắn xuống dưới, mà khi nàng hơi hơi ngước mắt nhìn lại khi... lại thấy được hoàng phủ tuấn mỉm cười con ngươi, còn có một bên đồng quý phi nhàn nhạt ánh mắt, ảo giác sao? Đại điện chung người nghe hoàng phủ tuấn tiếng cười, càng là tò mò Kiều Xuân đến tột cùng viết cái gì thơ, cư nhiên làm long tâm đại duyệt. Tình huống hiện tại thực rõ ràng, đó chính là Kiều Xuân thắng, đại tề triều mặt mũi bảo vệ. Vây đứng ở bên cạnh bàn, mọi người nhìn kia mạnh mẽ hữu lực tự, nhẹ niệm, đối tấn quốc sứ giả tài văn chương cảm thấy bội phục. Chỉ thấy trên giấy viết, trồi non hương thả linh, ngô gọi thảo trung anh, đêm cuối cùng yên đảo, hàn lò, đối tuyết nấu, duy yêu bích phấn tán, nếm thấy lục đậu phộng, vô cùng đơn giản năm tự thơ, lại viết ra pha trà khi tâm cảnh, lại ánh mắt rời về phía một bên kia quyên tú tự thể, đầu tiên là bị kia quyên tú tự thể lóe hạ mắt, nhẹ niệm dưới, tức khắc, tất cả đều vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía Kiều Xuân, đều bị nàng tài tình sở thuyết phục. Trà hương diệp, trồi non, mộ thơ khách, ái tăng gia, nghiền điêu bạch ngọc, thêu dệt hồng sa, diêu chiên hoàng nghị sắc, chén chuyển, khúc trần hoa, đêm sau mời bồi minh nguyệt, thần trước mệnh đối ánh bình minh, tẩy tẫn cổ kim người không biết mỏi mệt, buông xuống say sau há kham khen, từ một chữ đến bảy ngôn thơ, bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hiện giờ xuất từ một giới nông phụ tay. Này lại như thế nào có thể không cho bọn họ vì này thuyết phục đâu, tài nữ a, quả thật là cái tài mạo song toàn tuyệt sắc nữ tử. Đường tử nặc bọn họ thấy mọi người đầu hướng Kiều Xuân ánh mắt, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng bị dịch khai, đứng dậy đi vào án thư, trực tiếp nhìn về phía kia trương quyên tú tự thể giấy, lập tức bị nàng câu thơ cấp chấn động trụ, mà tấn quốc sứ giả nghe được hoàng phủ tuần tiếng cười sau, liền trong lòng kinh hãi. Vội vàng đi đến trước bàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia tờ giấy, biểu tình suy sút nhìn về phía hắn chỗ ngồi mặt sau cái kia tùy tùng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đáy mắt một mảnh chết sắc, nữ nhân này quá làm người chấn động, như vậy tài tình, hắn tự thấy không bằng, đột nhiên, như là chưa từ bỏ ý định dường như, đối với chủ vị thượng hoàng phủ tuấn hành lễ, cất cao giọng nói, hoàng thượng, nghe nói quý quốc tân gia kia bộ trà cụ hướng pha trà canh khi. Rất là chú ý, chẳng biết có được không làm tại hạ tối nay một nhìn đã mắt, đại điện trung chợt tĩnh xuống dưới, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, phi thường ăn ý về tới nguyên lai vị trí, mặc ngôn mà đứng, Kiều Xuân trên mặt xúc nhàn nhạt cười, chờ đợi hoàng phủ tuấn quyết định, mọi người đều đem ánh mắt điều tới rồi nàng trên người, nghe đồn Kiều Xuân sang như thế một bộ động tác chú ý trà cụ, nghe đồn những cái đó đa dạng toàn xuất từ tay nàng. Nghe đồn nàng hướng phao nước trà đừng cụ ý nhị, nghe đồn nàng, rất nhiều nghe đồn, tối nay nếu có thể được đến ứng chứng, cũng không thể không nói, bọn họ cũng một nhìn đã mắt, chuẩn, thái hậu giá lâm, một tia quang mang từ hoàng phủ tuấn thâm thúy như mực trong mắt, cực nhanh mà qua, trong lòng ám cô, mẫu hậu như thế nào sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, nàng không phải không thoải mái sao, ánh mắt xẹt qua điện hạ liễu như phong, tâm như mũi nhọn. Đại điện thượng tức khắc an tinh xuống dưới, mọi người chậm rãi đi đến giữa điện hai sườn, hoàng phủ tuấn nắm đồng quý phi tay, đứng ở đằng trước xuất mọi người đối với cửa đại điện cung Nga vây quanh, mà đến thái hậu hành lễ, nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, tham kiến thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế, khởi đi, thái hậu cười ha hả đem bàn tay đến hoàng phủ tuấn trong tay, từ nhi tử nâng nàng, đi hướng đại điện thượng vị. Quay đầu đi nhìn hắn, nói, nghe nói dân gian truyền lại trà tiên tử tới, ai ra cố ý lại đây nhìn một cái, đám người sau Kiều Xuân hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt vẫn luôn không từ thái hậu trên người rời đi, thái hậu giơ tay nhấc chân gian kia ưu nhã, kia cao quý, kia khí thế hồn nhiên thiên thành, mỗi một cái rất nhỏ động tác đều để lộ ra, hoàng gia nữ nhân cao quý cùng uy nghiêm, trong điện mọi người, nối đuôi nhau mà lui. Từng người trở lại trên chỗ ngồi, đường tử nặc từ Kiều Xuân bên người trải qua, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ngắn ngủi giao hội,
nhưng là, Kiều Xuân đã minh bạch hắn duy trì cùng cổ vũ, nhợt nhạt cười, trong mắt quang huy lộng lẫy, trên thế giới hạnh phúc nhất sự, chính là có người hiểu nhau làm bạn, tương đỡ rằng co, cứ việc chỉ là trong nháy mắt ánh mắt giao hội, nhưng kia đã là hàng xa. Đại điện Thượng Thái Hậu đã ngồi ở Hoàng đế một khắc sườn, mỉm cười quét về phía đại điện hạ, ánh mắt ở Kiều Xuân trên người ngừng lại, quay đầu nhìn Hoàng Phủ Tuấn, cười nói, Hoàng đế, kia đó là trà tiên tử đi, đúng là dân gian sở thịnh truyền trà tiên tử Kiều Xuân. Hoàng Phủ Tuấn cười khẽ trả lời, mẫu hậu, có thể tưởng tượng nhìn xem nàng cùng Tấn Quốc sứ giả vừa mới viết thơ, ân. Thái hậu đạm đạm cười, nhìn đại điện trung Kiều Xuân, trong mắt toát ra một đạo tán, thưởng quang, cười nói, Xuân nha đầu, ngẩng đầu lên, làm ai ra nhìn một cái, dân phụ tham kiến Thái hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế, trong lòng có chút kinh ngạc Thái hậu đối chính mình thân đâu xưng hô, nhưng là nghe được Thái hậu điểm danh, Kiều Xuân vẫn là vội vàng hành lễ, chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía chủ vị thượng Thái hậu. Thái hậu tuổi tác cùng Lâm thị không sai biệt lắm, bất quá, hàng ngày bảo dưỡng thích đáng, lại quá, sống trong nhung lụa sinh hoạt, năm tháng đảo như là ở nàng trên người yên lặng giống nhau, kia dung mạo, kia da thịt, đảo hoàn toàn không giống như là cái đã đến trung niên nữ nhân, huệ chất lan tâm, quả nhiên, người cũng như tên, trách không được Liễu Ba Bá cả đời chỉ yêu tha thiết nàng một người, mặt như đào lý, mắt thịnh xuân thủy. Khí chất đạm bạc, nhung mỹ tĩnh nhã, Thái hậu khóe miệng súc cười, nhìn Kiều Xuân, liên tiếp gật đầu, đứng lên đi, thật là một cái khả nhân. Nhi, sớm chút năm nghe nói Kiệt Nhi nói, ở dân gian kết bạn mấy cái nghĩa huynh muội, trong đó có một cái là dân gian thịnh truyền trà tiên tử, ai ra riêng đến xem, hôm nay vừa thấy, quả thực bất phàm, kham đến lòng ta, nếu là Kiệt Nhi nghĩa muội, kia cũng hình cùng là ai ra nghĩa nữ. Nói, duỗi tay đem trên cổ tay xanh biếc vòng ngọc hái được xuống dưới, đưa cho một bên Lý Mama, cười nói, Lý Mama, đem cái này vòng ngọc đưa cho Xuân Nha đầu đương lễ gặp mặt, mẫu hậu, này cái vòng ngọc, Hoàng Phủ Tuấn trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, đoán không ra nàng tâm tư, này vòng ngọc nãi tuyết quốc kia dâng lên cống phẩm, nghe nói thải tự tuyết sơn, có đông ấm hạ lạnh chi hiệu, hậu cung bên trong cung cũng chỉ có Thái hậu có được một quả. Hiện giờ lấy tới đưa cho Kiều Xuân đương lễ gặp mặt, hay là mẫu hậu thật sự tưởng nhận nàng vì nghĩa nữ, hoàng đế, ai ra cả đời chỉ phải các ngươi huynh đệ hai tử, nhã phù nha đầu ba tuổi chết non, cả đời. Vô nữ thừa hoan dưới gối trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối, hiện giờ ta nhìn Xuân nha đầu, thật là thích, Thái hậu quay đầu ghé mắt nhìn Hoàng Phủ Tuấn, nói lên kia ba tuổi liền chết non nữ nhi, trong mắt hơi nước sậu hợp lại, khóe mắt rưng rưng. Nếu mẫu hậu như thế thích Kiều Xuân, kia không bằng liền nhận hạ cái này nghĩa nữ đi. Hoàng Phủ Tuấn thấy mẫu hậu như thế thương cảm, trong lòng căng thẳng, trong đầu hiện lên tiểu nhã phù kia trẻ con phì mặt, khi đó, nàng tổng, ái đi theo bọn họ hai anh em mặt sau, luôn là chớp ngập nước mắt to nhìn hắn, ngọt ngào kêu, đại hoàng huynh, hiện tại, nếu mẫu hậu vừa ý cái này Kiều Xuân, có thể làm mẫu hậu vui vẻ, hắn làm sao nhạc mà không vì... Chuyện này không nóng nảy, sự sau, ta nương hai lại nghị. Hoàng Thái Hậu mỉm cười lắc lắc đầu, việc này nàng đến nghe một chút Kiệt Nhi cùng Kiều Xuân chính mình ý tứ, nàng nhưng không muốn mạnh mẽ nhận hạ nghĩa nữ, thích về thích, làm khó người khác sự, nàng cũng không muốn đi làm, ân, Hoàng Phủ Tuấn gật gật đầu, lại nghị cũng hảo, hắn đến nhìn xem này Kiều Xuân có đủ hay không cách đương hắn nghĩa muội. Dân phụ tạ Thái Hậu nương nương ban thưởng. Nhưng là, cái này lễ quá nặng, dân phụ thật sự là không dám nhận. Kiều Xuân nhìn Thùy Y trong sáng vòng ngọc, trong lòng biết không phải phàm vật. Nói nữa đây là Thái hậu nương nương trên người đồ vật, nàng vô công bất thụ lộc. Chỉ là cái tiểu ngoạn ý nhi, Xuân nha đầu, ngươi tuyệt. Đối là nhận được khởi, ai ra mấy năm trước đêm trung thường có ho khan, Kiệt Nhi mang đến ngươi tặng với ngọc quỳnh mật ong phao bánh quả hồng. Mỗi ngày sáng sớm ăn vào một tiểu khối, hiện tại đã không thuốc mà khỏi, nói đến cùng, ai ra nên là muốn cảm ơn ngươi, còn có kia bộ hoa lan trà cụ, ai ra càng là thích, xem ra Xuân nha đầu cũng là cái ái lan người. Thái hậu cười nhìn Kiều Xuân, chậm rãi mà nói, Hoàng Phủ Tuấn nhìn Kiều Xuân, cười nhạt nói, Kiều Xuân, Thái hậu một mảnh tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi, dân phụ tạ Thái hậu nương nương ban thưởng. Quỳ lại tạ lễ,
đôi tay tề cử lên đỉnh đầu, nhận lấy ban thưởng, đứng lên đi. Đại điện hạ mọi người lẫn nhau đối diện, nháy mắt minh bạch thái hậu ý tứ, xem ra, này Kiều Xuân 10 có 8-9 còn sẽ trở thành thái hậu nghĩa nữ, chỉ là Tiêu Giao Vương nghĩa muội cũng đã làm cho bọn họ chấn kinh rồi, hiện tại thái hậu cũng muốn nhận nàng vì nghĩa nữ, có thể thấy được nữ tử này xác thật không bình thường a. Từ đánh đàn sau, liền bị người đoạt đi một thân quang huy đổng quý phi, lúc này, trong lòng thật là không vui, oán hận triều Kiều Xuân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nữ nhân này dựa vào một đầu thơ liền đoạt đi thuộc về nàng sáng rọi, hiện tại, thái hậu đi vào Thanh Tuyển cung sau, lại một bộ thể xác và tinh thần đều đầu ở trên người nàng, cư nhiên còn muốn đem kia chỉ có một quả tuyết quốc, cống tới vòng ngọc tặng với cho nàng, thật là làm giận. Nhớ trước đây, nàng cầu hoàng thượng đã lâu, cũng không có được đến này cái vòng ngọc, hiện tại nghe thái hậu ý tứ là tưởng nhận Kiều Xuân vì nghĩa nữ, trong lòng càng là không vui, mắt phượng trung hiện lên một đạo tinh quang, trong chớp mắt trên mặt liền dơ lên nhu nhu tươi cười, xoay đầu nhìn thái hậu, ngọt ngào nói, thái hậu nương nương, đều là thần thiếp sai, sau này thần thiếp nhất định thường đi làm bạn thái hậu nương nương, thừa hoan dưới gối, nghe nói là xin lỗi. Nói, nhưng ý tứ cũng thực minh bạch, chính là ngươi không cần lại nhận cái gì nhận nữ, có nàng tới thừa hoan có thể. Hoàng thái hậu quay đầu, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, nhàn nhạt cười nói, tâm ý của ngươi, ai ra nhận lấy, ngươi chiều cố hảo hoàng thượng, chính là giúp ai ra đại ân, hoàng đế trăm công ngàn việc, bên người có cái ngươi chiều cố, ta cũng là an tâm. Lý ma ma, quay đầu lại đem kia tuyết quốc đưa tới băng thanh ngọc gia cao cấp đổng quý phi đưa đi, là, Lý ma ma nhẹ giọng đáp, dịu ngoan đứng ở hoàng thái hậu một bên, tạ thái hậu nương nương ban thưởng, đổng quý phi hoan thiên hỷ địa tạ nói, tuy rằng mục đích không có đạt tới, nhưng là, ít nhất thái hậu nàng lão nhân gia khẳng định nàng chiếu cố hoàng thượng công lao, nàng cũng không cần trái lương tâm đi phụng dưỡng nàng, hiện tại nàng nhưng không nghĩ phân tâm, nàng đến hạng nặng thể xác và tinh thần nhào vào hoàng thượng nơi đó. Hy vọng sớm ngày hoài thượng long tử, mẫu, bằng tử quý, hoàng đế, các ngươi có phải hay không còn có cái gì tiết mục? Thái hậu từ đổng quý phi kia rút về ánh mắt, nhìn hoàng phủ tuấn nhẹ giọng hỏi, đúng vậy, tấn quốc sứ giả muốn nhìn một chút Kiều Xuân là như thế nào hướng pha trà canh, mẫu hậu, ngài muốn nhìn sao? Ân, hoàng phủ tuấn thấy thái hậu có tâm muốn xem, liền đối với một bên thái giám phân phó nói. Tiểu đặng tử, ngươi sai người chuẩn bị trà cụ đi, chỉ chốc lát sau, đại điện trung ương triệt một cái, bàn, cung Nga nhóm bưng trà cụ, lá trà bày biện ở trên bàn, chỉ chừa hai gã cung Nga đứng ở bên cạnh bàn chờ. Kiều Xuân đối với chủ vị người trên khom người hành lễ, xoay người, ngước mắt chiều đại điện thượng nhẹ quét liếc mắt một cái, ánh mắt ở đường tử nặc thân mình ngừng lại, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, đầy mặt đạm nhiên ngồi ở trước bàn. Nhắc tới ấm trà, dùng nước sôi xúc rửa trà cụ, khẽ mở lăng môi, thanh thúy thanh âm ở đại điện thượng quanh quẩn mà khai, tịnh khí, băng tâm đi phàm trần, ấm đồng trong miệng dòng nước như trụ, xuyên thấu qua kim sắc ánh sáng nhu hòa, chiết xạ ở nàng nhu tĩnh trên mặt, nhấp nháy rực rỡ, nước sôi xối thượng trà cụ thượng, tức khắc hơi nước mờ mịt, lượn lờ mà thượng, xuyên thấu qua hơi nước, nhìn nàng kia tinh xảo mặt, phảng phất đang ở cửu thiên linh tiêu điện. Giám định và thưởng thức lá trà Diệp gia bán hạ giá, Kiều Xuân cầm lấy lá trà vại, khẽ nhíu vại cái, chậm rãi xoay tròn, hướng đại gia, triển lãm lá trà, đầu trà thanh cung nghênh gia nhân, khóe miệng nhẹ dương, buông trà vại, cầm lấy muỗng cà phê đem lá trà để vào ấm trà chung, nhuận trà cam lộ nhuận tim sen, Kiều Xuân nhắc tới ấm đồng hướng trong ấm trà rót vào nước sôi, buông ấm đồng. Ngay sau đó lựa ra trong ấm trà thủy, pha trà phượng hoàng tam gật đầu, lan chỉ nhẹ kiều, một lần nữa nhắc tới ấm đồng, pha nước khi ấm nước có tiết tấu mà tam khởi tam lạc, kính trà tôn thờ hương trà, đem, nước trà ngã vào nghe hương ly, hai tay dâng lên, chậm rãi cử hướng mọi người, thần thái yêu nhã, ánh mặt điều hướng tấn quốc sứ giả, nói nhỏ, kính quý sứ giả, một uống địch hôn ngủ, tình tới lãng sảng đầy trời mà. Lại uống thanh ta thần, chợt như bay vũ sái nhẹ trần, tam uống liền đắc đạo, cần gì khổ tâm phá phiền não, tấn quốc sứ giả gật đầu cảm tạ, nghe được nàng đừng cụ ý tứ nói khi, nhịn không được khóe miệng run rẩy, biểu tình hơi quẫn, mọi người nhìn các nàng hỗ động, khóe miệng sôi nổi liệt mở ra,
lần đầu tiên có thể thần khí dâng trào đứng ở Tấn Quốc người trước mặt, bởi vì Tấn Quốc thừa thải lá trà giá cả lại xa xỉ, cho nên, ở chung quanh các nước chung, liền thuộc Tấn Quốc tài lực nhất hùng hậu. Ngày thường, này đó cái gọi là sứ giả đều là lỗ mũi hướng lên trời, đối đại tề triều cũng chỉ là mặt ngoài hữu hảo mà thôi, thật sự là bởi vì đại tề triều tuy tài lực không kịp Tấn Quốc hùng hậu, nhưng là mà quảng người nhiều, binh lực lại là mạnh nhất, nắm tay đủ ngạnh đủ đại chính là lão đại, cho nên, bọn họ tạm thời cũng không dám đối đại tề triều minh tới, nhưng hôm nay đại tề có thể sản xuất càng tốt lá trà. Đối bọn họ Tấn Quốc tới nói thật ra là một đại uy hiếp, lần này tên là cấp Thái Hậu mừng thọ, kỳ thật là tới tra xét Kiều Xuân thực lực, nghe hương tinh thần hưởng thụ, Kiều Xuân từ Tấn Quốc sứ giả trên người rút về ánh mắt, nhẹ nhàng cầm lấy chén trà đặt ở nghe hương ly thượng, tay trái bưng, lên nghe hương ly, tay phải đè lại chén trà, bay nhanh xoay ngược lại, cầm lấy nghe hương ly nắm nhập lòng bàn tay, cúi đầu nhắm mắt nghe hương. Phẩm trà tuệ tâm ngộ trà, nâng chung trà lên, tinh tế nghe hương, Kiều Xuân khóe miệng lộ ra một mặt thanh u thanh nhã tươi cười, khải nhạt xuyết nước trà, dư vị xuyết khổ dốc lòng, chậm rãi trượt xuống hơi hơi chua xót nước trà, Kiều Xuân tay cầm chén trà, nhắm mắt tinh tế dư vị trà hương, thể vị khổ tận cam lai nhân sinh, ý cảnh, tạ trà công đức viên mãn, lại mở mắt ra, Kiều Xuân trong mắt đã là một mảnh yên lặng. Đứng dậy, xoay người hành đến giữa điện đối với chủ vị người trên, hành lễ chí tạ, bạch bạch bạch, Hoàng Phủ Tuấn dẫn đầu vỗ tay, trên mặt chợt hiện lên một loại ong mật nhìn đến đóa hoa hưng phấn, không chuyển mắt nhìn nàng, này nữ tử thật sự là mê người à, đặc biệt là vừa mới hướng pha trà canh khi, kia biểu tình, kia ý vị, nói nàng là cửu thiên ngoại tiên tử cũng thật là, bất quá, bạch bạch bạch. Đại điện hạ mọi người từ Hoàng Phủ Tuấn vỗ tay chung phục hồi tinh thần lại, nhìn Tấn Quốc sứ giả kia so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, một đám liều mạng vỗ tay, đối Kiều Xuân cái nhìn, từ vừa mới thuyết phục trực tiếp thăng cấp tới rồi sùng bái, cấp lực, thật là quá cấp lực, cái này, nhìn xem này Tấn Quốc sứ giả còn có gì hảo thần khí, đứng ở Tấn Quốc sứ giả sau lưng tùy tùng hai mắt chợt hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Xuân, môi mỏng. Mân khẩn, khóe miệng ngậm một mạt tà mị cười, ngay sau đó lại cảnh giác thu hồi không nên có biểu tình, ngay lập tức chi gian, lại khôi phục kia phó quạnh quẽ bộ dáng, nàng biến mất ở hiển quý bên trong, lại không có một người giống nàng như vậy có được chân chính ưu nhã cùng cao quý, nàng như là cao cao nở rộ ở trà sao thượng trắng tinh hoa trà, ở ánh đèn bao phủ hạ có vẻ càng thêm long lánh, như vậy nữ tử, hắn chưa bao giờ ngộ quá. Tầm mắt lại lần nữa đầu hướng về phía đại, điện trung ương áo lục nữ tử trên người, mắt màu đen nùng ý quay cuồng, như vậy nữ tử, thật đúng là làm người khó có thể đem tầm mắt dịch khai, Hoàng Phủ Kiệt nhàn nhạt nhìn về phía Tấn Quốc sứ giả, ánh mắt lại bị hắn sau lưng vị kia bộ dạng xuất sắc tùy tùng cấp hút qua đi, trong lòng chảy qua một tia nghi hoặc, người này khí chất siêu phàm, tuy đã cố tình thu liễm toàn thân cao quý hơi thở. Nhưng hắn khác thường vẫn là rơi vào rồi Hoàng Phủ Kiệt trong mắt, người này như thế nào có thể là một cái tùy tùng, liền kia Tấn Quốc sứ giả trên người cũng không có hắn trên người nửa điểm khí chất, ẩn hạ trong lòng nghi hoặc, hướng sau lưng Trác Tuyệt vẫy tay, ở bên tai hắn nhỏ giọng phân phó đi xuống, người này hắn đến cha cha, hy vọng không phải người kia, người tới a. Thưởng Kiều Xuân Ngọc như ý một đôi, Hoàng Phủ Tuấn tâm tình rất tốt. Một đôi mắt trừ đã hoàn toàn không thể từ trên người nàng dịch khai, tạ hoàng thượng ban thưởng, Kiều Xuân đạm, nhiên nhận lấy ban thưởng, tay phủng ngọc như y cùng xanh biếc vòng ngọc trở lại tại chỗ trí, ngồi ngay ngắn ở hoàng phủ, Tuấn bên cạnh người đồng quý phi trong mắt sắc bén tinh quang chớp động, một cổ lòng đố kỵ đằng mà tự đáy lòng thiêu đốt, đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền, thật dài móng tay đã véo vào trong tay, cũng chút nào bất giác đau nhức. Đáng giận hạ tiện nông phụ, cư nhiên làm trò nàng mặt câu dẫn hoàng thượng tâm, quả thực chính là chán sống, không được, nàng đến, nghĩ biện pháp đi hoàng thượng ý niệm, yến hội ở mọi người các hoài tâm tư hạ tiến hành, Kiều Xuân quay đầu đi, đối với đường tử nặc hơi hơi mỉm cười, lướt qua hắn nhìn đến như suy tư gì liễu như phong, trong lòng không khỏi thở dài, cảm tình sự, thật là đi qua, liền rốt cuộc hồi không đến lúc trước. Cuối cùng, ở Thái Hậu một câu, ai ra mệt mỏi, dài dòng vô vị yến hội rốt cuộc kết thúc, Kiều Xuân đám người ôm ban thưởng đồ vật theo Hoàng Phủ Kiệt cùng về tới Tiêu Giao, Vương Phủ,
mệt chết người, này thân quần áo không đem ta sấy trên mặt đất, thật sự là vạn hạnh, còn có này đó ép tới ta đầu đều nâng không đứng dậy đồ vật, đại ca, ngươi cũng quá chẳng phân biệt bình đi, vì cái gì ta phải thịnh trang trang điểm, bọn họ mấy cái liền không cần. Kiều Xuân tiến vương phủ đại sảnh, hình tượng đột biến, như là toàn thân mệt nằm liệt giường như ngồi ở ghế trên, trong miệng lớn tiếng ồn ào, nơi nào còn có vừa mới ở đại điện thượng kia ưu nhã nhu mỹ, khí chất, nếu nàng này phó dạng làm những người đó thấy, chỉ sợ cầm lạc đầy đất. Hoàng Phủ Kiệt nhìn Kiều Xuân cười lắc lắc đầu, nhẹ giọng chế nhạo nói, tứ muội, ngươi này nơi nào là cái gì trà tiên tử, rõ ràng chính là, ha ha. Tiền tài cùng Liễu Như Phong nhìn Kiều Xuân liếc mắt một cái, mặt mày mỉm cười lắc lắc đầu, chỉ có Đường Tử Nặc nhìn nàng giữa mày nhàn nhạt mỏi mệt, trong lòng xẹt qua một cổ đau lòng, anh mi hơi trao, đi đến bên người nàng, dắt tay nàng, ôn nhu, nói, tứ muội, ta trước đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Tiền tài nhướng mày, đảo qua Đường Tử Nặc cùng Kiều Xuân, lắc đầu hài hước nói, đại ca, ngươi xem nhị ca như vậy, ai, có thể hay không quá cái kia một chút, cứ nhiên tưởng như vậy bỏ xuống hồi lâu chưa tụ các huynh đệ, ai. Hoàng Phủ Kiệt cong lên khóe môi, cười cười, thở dài một hơi nói, tam đệ, chúng ta đến lý giải, bọn họ phu thê cửu biệt gặp lại, càng hơn tân hôn, nị oai cũng không tính quá, mức, chúng ta cùng Liễu bá bá vẫn là buông tha bọn họ đi, chúng ta ba cái uống rượu nói chuyện phiếm đi, đừng để ý đến bọn họ. Kiều Xuân nghe bọn họ kẻ xứ người họa, không cấm mi mắt cong cong, như là hai cong trăng non, bĩu môi, nói, như thế liền cảm tạ, nhị ca, chúng ta đi thôi. Hoàng Phủ Kiệt cùng Tiền Tài trừng lớn mắt nhìn Kiều Xuân, nàng cư nhiên thật sự phải về phòng, chẳng lẽ nàng không có nghe được bọn họ ý ngoài lời sao? Đường Tử Nặc buồn cười nhìn bọn họ, quay đầu ôn nhu nhìn Kiều Xuân, nói, đi thôi, ân, Liễu bá bá, chúng ta về trước phòng. Ngươi lão nhân ra đừng theo chân bọn họ cùng nhau nháo, sớm chút nghỉ ngơi đi. Kiều Xuân ánh mắt vừa chuyển, dừng ở Liễu Như Phong trên người, cười nhạt nói, Liễu Như Phong liếc Hoàng Phủ Kiệt cùng Tiền Tài liếc mắt một cái, ngoái đầu nhìn lại nhìn Kiều Xuân, mỉm cười nói, hảo, Xuân Nhi, ngươi đừng để ý tới bọn họ hai cái, bọn họ là đậu ngươi, ngươi đêm nay cũng mệt mỏi, sớm một chút, nghỉ ngơi đi. Hoàng Phủ Kiệt cùng Tiền Tài nghe Liễu Như Phong nói, bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn đến lẫn nhau trong mắt ủy khuất, đồng thời bất mãn nhìn về phía Liễu Như Phong, này Liễu bá bá cũng quá bất công đi, cư nhiên hoàn toàn không màng bọn họ cảm thụ, mắt đẹp nhẹ chuyển, Kiều Xuân gợi lên khóe môi, rất là ngoan ngoãn gật gật đầu, xoay người nắm Đường Tử Nặc tay, nâng bước rời đi, đột nhiên hướng mặt sau bỏ xuống một câu, nhị ca, ta xem đại ca cùng tam ca một người quái tịch mịch, ngươi nói bọn họ có thể hay không đi nơi đó. Hoàng Phủ Kiệt cùng Tiền Tài trừng lớn mắt đen, o sậu hiện ba điều hắc tuyến, biểu tình hơi vê kép mục thông phù uyển kiện, bây giờ nàng nói chính là cái gì lời nói, bọn họ nào có như vậy tùy tiện, còn có nàng một nữ tử như thế nào có thể nói ra nói như vậy, hẳn là không thể nào. Đường Tử Nặc minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, trong lòng đối bọn họ tỏ vẻ một chút đồng tình, ngay sau đó lắc lắc đầu. Kiều Xuân dừng lại bước chân, nghiêng đầu, rất là ngoài ý muốn nhìn Đường Tử Nặc, nhẹ giọng nói, ngươi làm huynh đệ, nên khuyên nhủ bọn họ, sớm ngày thành thân có trợ giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh, ngàn vạn không thể đi những cái đó địa phương, nếu thật sự không biện pháp, cũng không thể nhiều đi. Sau lưng Tiền Tài cùng Hoàng Phủ Kiệt thân mình cua cua, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Mật mục giấm Nga uyển kiếm thung vỏ trường thứ bây giờ này tứ, muội rốt cuộc đem bọn họ trở thành, cái gì người, lời này nếu là làm người ngoài nghe được, bọn họ còn muốn hay không sống a? Liễu Như Phong nghe Kiều Xuân nói, mặt già hiện lên một tia không được tự nhiên, nhẹ nhàng khụ hai tiếng, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng xuýt một ngụm, ngăn trở chính mình trên mặt xấu hổ, này Xuân nha đầu, lời nói cũng nói được quá khai một chút. Hắn lão nhân này ra còn ở đây đâu, nghe nhiều khẩu vị nặng nói, là sẽ phun máu mũi. Đường Tử Nặc kinh ngạc nhìn Kiều Xuân, mang theo đồng tình ánh mắt từ nay về sau mặt liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia quận bách, nhạ nhạ nói, cái kia, Xuân Nhi, nói như vậy không tốt lắm làm cho bọn họ mặt nói đi, bọn họ sẽ ngượng ngùng, bọn họ sẽ ngượng ngùng. Kiều Xuân rất là khó hiểu, bọn họ làm gì nếu không không biết xấu hổ.
Vì thế, xoay người, nhìn sắc mặt đỏ lên mấy người, mày đẹp hơi trao, kỳ quái hỏi, đại ca, các ngươi vì cái gì nếu không không biết xấu hổ, hoa hoa hoa, Hoàng Phủ Kiệt cùng Tiền Tài chỉ cảm thấy đỉnh đầu bay qua một đám quạ đen, sắc mặt trực tiếp từ đỏ lên biến thành màu đỏ tím, đáng thương hề hề nhìn nhau liếc mắt một cái, ngầm hiểu, hai người trực tiếp liền tưởng ngất xỉu đi. Đại ca bọn họ thực giữ mình trong sạch, sẽ không đi nơi đó, Tứ muội, chúng ta vẫn là trở về phòng đi thôi, ngươi vừa mới không phải nói rất mệt sao. Đường Tử Nặc tiếp thu đến Hoàng Phủ Kiệt bọn họ cầu cứu tín hiệu, nhẹ giọng thế bọn họ giải thích, nàng lời nói, quá có lực sát thương, vì không cho các huynh đệ ngày sau đối hắn nhiều có oán trách, hắn vẫn là trước đem nàng kéo về trong phòng đi bảo hiểm một chút. Hoa ha ha, Kiều Xuân nghe Đường Tử Nặc nói. Nhìn nhìn lại bọn họ mấy cái mật mưu lạp lương ác, phản bội Nga thân nha trách học sở bây giờ Hoàng Phủ Kiệt, cùng Tiền Tài nhìn Kiều Xuân dáng vẻ kia, càng là không chỗ dung thân, bọn họ giữ mình trong sạch có như thế buồn cười sao, thật là, cười cười, bụng đều đau, cười cười, khóe mắt đều tràn ra nước mắt, nhưng Kiều Xuân vẫn là dừng không được tới, ha ha, thật sự quá buồn cười, bọn họ đều cho rằng nàng đang nói cái gì. Nơi đó, giữ mình trong sạch, hoa ha ha, Tứ muội, ngươi đừng cười nữa, lại cười đại ca bọn họ muốn sinh khí. Đường Tử Nặc duỗi tay lắc lắc Kiều Xuân bả vai, rất là lo lắng nói, bởi vì, giờ phút này, Hoàng Phủ Kiệt bọn họ sắc mặt thật sự thật không tốt, phi thường không tốt, ta dừng không được. Tới, hoa ha ha, Kiều Xuân đứt quãng nói. Duỗi tay lau hạ khóe mắt nước mắt, hơn nửa ngày, mới ngừng lại được, đứng thẳng thân mình, liều mạng nhịn cười ý, ngước mắt nhìn Hoàng Phủ Kiệt bọn họ, thở hổn hển nói, đại ca, tam ca, ta nói địa phương là tiểu lầu, các ngươi tưởng cái gì địa phương, ở đây bốn cái đại nam nhân, nháy mắt thạch hóa, ngơ ngẩn nhìn nàng, Hoàng Phủ Kiệt phục hồi tinh thần lại, quân bách nhìn nàng, thấp giọng nói, nhưng ngươi làm nhị đệ, khuyên chúng ta. Sớm ngày thành hôn, nói là có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh, như là cổ đủ dũng khí, lại nói, ngươi còn nói nơi đó không thể nhiều đi, Tiền Tài rất là ủy khuất nhìn nàng, đồng ý Hoàng Phủ Kiệt nói, thật mạnh gật gật đầu, nàng lời nói quá thương bọn họ nam nhân tự tôn, Kiều Xuân tức giận quăng bọn họ một cái đại bạch mắt, rầu miệng, nói, ta là như thế này nói, không có sai à, đó là bởi vì thành thân. Có tẩu tử nhóm quản các ngươi liền sẽ không luôn uống rượu, uống ít rượu đương nhiên là có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh, không tin, ngươi hỏi một chút Liễu bá bá. Triều Liễu Như Phong phương hướng chu chu môi, Kiều Xuân hai tay một quán, nhún vai, rất là vô tội bộ dáng, thật là sức tưởng tượng phong phú, như thế liên tưởng, thật đúng là làm không tin bọn họ là cái giữ mình trong sạch chủ. Nhị đệ, ngươi nhanh lên mang tứ muội vào phòng nghỉ ngơi đi. Hoàng Phủ Kiệt vẻ mặt bất đắc dĩ, cộng thêm không chỗ dung thân, run, rẩy khóe miệng, trực tiếp làm Đường Tử Nặc đem Kiều Xuân mang đi, đỡ phải nàng đợi lát nữa lại nói ra cái gì làm cho bọn họ hiểu lầm nói, thật thật là cái ái hạt bẻ, nàng lời nói rõ ràng chính là một cái bộ, đem nói thành như vậy, bọn họ có thể không lầm giải sao, này đêm chú định là có người vui mừng, có người yêu, Thanh Tuyển Cung, phanh phanh phanh. Đầy đất bừa bãi, Đồng Quý Phi tinh xảo khuôn mặt nghiêm trọng vặn vẹo, trước mắt dữ tợn, mắt phượng như biển lửa quay cuồng, hai mắt phun hỏa. Từ yến hội tan sau, nàng nhìn Hoàng Phủ Tuấn nhìn theo Kiều Xuân rời đi, thật lâu không thể rút về ánh mắt, trong lòng đã là chán nản, thẹn thùng xấu hổ ỷ tiến hắn trong lòng ngực, hắn lại nói con ở công vụ muốn xử lý, đẩy ra nàng, không chút nào lưu luyến đi rồi, đây chính là nàng chưa từng có gặp được quá sự. Trước kia chỉ cần nàng đà công một xử, Hoàng Phủ Tuấn nào thứ không phải cả da lẫn xương đều biến thành tê tê dại dại, đều là cái kia kêu Kiều Xuân, nữ nhân làm hại, nàng nhất định sẽ không bỏ qua nàng, nương nương, ngươi không cần sinh khí, vì cái loại này nữ nhân khí hư ngươi thân mình, nhưng không đáng giá, Đàm ma ma đau lòng vặn bung ra tay nàng, thấy nàng lòng bàn tay nội đã tràn ra tơ máu, tức khắc gấp đến độ nước mắt đều phải rơi xuống. Này đôi tay chính là muốn đánh đàn, như thế nào có thể bị thương đâu, Đàm ma ma là Đồng Quý Phi bà vú, vốn dĩ hậu cung phi tần là không thể mang thân tín tiến cung, nhưng nàng lại, có thể làm Hoàng Phủ Tuấn vì nàng phá lệ, với nhìn ra nàng ở Hoàng Phủ Tuấn trong lòng địa vị,
Bà Vũ, nữ nhân kia căn bản là làm một cái hồ mị tử, ngươi nhìn xem đêm nay hoàng thượng xem ánh mắt của nàng, cái này kêu ta như thế nào không khí. Đổng Quý Phi thở phì phì ngồi xuống, khóe miệng run rẩy, hận không thể xé lạn Kiều Xuân kia trương tinh mỹ mặt. Đàm ma ma hướng trong điện cung Nga nhóm xử cái ánh mắt, những cái đó còn muốn thu thập cung Nga nhóm liền nối đuôi nhau, mà ra, cũng đóng lại cửa phòng. Nương nương, cái loại này nữ nhân lưu trữ là cái uy hiếp, nhưng chúng ta cũng không thể đối nàng như thế nào, hôm nay ngươi cũng không nhìn tới rồi Thái hậu nương nương rất là thích nàng sao, ngươi đến khuyên Thái hậu thu nàng vì nghĩa nữ, như vậy liền tính hoàng thượng có cái kia ý tứ, cũng là không thể bỏ huynh muội danh phận mà không màng. Đàm ma ma nhìn Đổng Quý Phi đã bình tĩnh trở lại mặt, liền biết nàng đối chính mình này phiên lời nói, đã nghe lọt được, suy nghĩ một chút, lại nói, ta nghe nói, nàng không chỉ có là cái quả phụ, còn có hai đứa nhỏ, người như vậy Thái hậu cũng là không có khả năng làm hoàng thượng thu nàng, vì không xuất hiện ngoài ý muốn, ta xem nương nương, ngươi trước làm Thái hậu thu nàng vì nghĩa nữ, lại làm Thái hậu cho nàng chỉ một môn việc hôn nhân. Như vậy không phải hoàn toàn chặt đứt hoàng thượng ý niệm sao, bà Vũ, ta hảo bà Vũ, ngươi này thật là nhắc nhở ta, nhìn ta vì kia nữ, nhân phát như vậy đại hỏa, lòng bàn tay thật đau. Đổng Quý Phi tức khắc mi hoan mắt cười rộ lên, mở ra bàn tay, nhìn lòng bàn tay bị chính mình móng tay vèo phá tay, lại là kêu đau, lại là hối hận, này tay có thể so cái gì đều quan trọng, nàng muốn xuyên trụ hoàng thượng tâm. Hơn phân nửa dựa này đôi tay bắn ra tới cầm khúc, ngươi đừng có gấp, ta lập tức cho ngươi tốt nhất dược, thực mau liền sẽ tốt. Nương nương, nghe bà Vũ nói, sau này, mặc kệ phát sinh cái gì sự, cũng không thể lấy chính mình tay tới lăn lộn. Đàm ma ma nói đi hướng ra ngoài, từ trong ngăn tủ cầm hai cái bình sứ lại đây, cấp Đổng Quý Phi tốt nhất dược sau, cầm lấy một cái khác bình sứ thần bí tiến đến nàng bên tai, lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ lên. Hẹp dài mắt phượng trung hiện lên một tia vui mừng, Đổng Quý Phi kích động lấy quá Đàm ma ma trong tay bình sứ, ngước mắt nhìn nàng, hưng phấn nói, bà Vũ, thứ này thật sự như vậy linh sao, có thể hay không có cái gì tác dụng phụ? Sẽ không, này dược tuyệt đối dùng được, qua không bao lâu, nương nương nhất định có thể như nguyện hoài thượng long tử, đến lúc đó nương nương mẫu bằng tử quý, kia sau vị cũng là không nói chơi. Đàm ma ma khóe miệng gợi lên một mặt đắc y tươi cười, này dược hiệu quả, nàng chính là đã tìm người thử qua, không thể dùng đồ vật, nàng lại như thế nào bỏ được cấp cái này cùng chính mình tình như, mẹ nữ nương nương đâu. Đổng Quý Phi nghe được nàng khẳng định, trong lòng, càng là hưng phấn, trước mắt phảng phất đã nhìn đến long tử ốm ở chính mình trong lòng ngực, phảng phất nhìn đến hoàng thượng đối nàng mọi cách sùng ái. Phảng phất nhìn đến, kinh thành, duyệt lai khách sạn, khách quý phòng, ngoài cửa đứng hai cái đeo đao thị vệ, từ bọn họ thật cẩn thận trên nét mặt, có thể thấy được này gian trong phòng ở người nhất định phi quan tức phú, không sai, phương diện này ngồi chính là Tấn Quốc sứ giả, duyệt lai khách sạn làm đại tề triều nổi, tiếng nhất xích khách điếm, không chỉ có trải rộng đại tề triều mỗi một cái tỉnh, ngay cả chung quanh các nước kinh đô cũng thiết có phần cửa hàng. Nhưng là, bọn họ lão bản lại là cái thần bí người, không người biết hiểu thân phận thật của hắn, chủ tử, cái kia kêu Kiều Xuân nữ nhân, thật sự không giống như là một giới nông phụ, nàng đêm nay hành vi, đã đánh vỡ chúng ta kế hoạch, giả lấy thời gian, sợ là sẽ nghiêm trọng uy hiếp đến chúng ta Tấn Quốc đối chung quanh các nước. Lá trà lúng đoạn, Tấn Quốc sứ giả đối với ngồi ở trước bàn nam tử, cung kính trình bày hắn đối Kiều Xuân cùng trước mắt tình huống phân tích. Kia nam tử chơi nắm lấy trên bàn trà cụ, thần sắc nhàn nhạt, chỉ là hắn kia nhìn chén trà con ngươi, chiết xạ ra khác thường sáng rọi, sau một lúc lâu sau mới ngẩng đầu, chỉ thấy hắn kia tuấn mỹ ngũ quan như điêu khắc giống nhau, góc cạnh rõ ràng, mắt phượng như mực, mắt nếu sao trời, mặt mày chuyển động gian, là cực kỳ lạnh lùng cùng cao quý, tại đây kinh người lạnh lùng cùng cao quý bên trong, lại không mất yêu nhã. Tấn Quốc sứ giả nhìn nhà mình chủ tử ánh mắt lộng lẫy, không cấm thầm giật mình, thông thường nhà hắn chủ tử lộ ra như vậy ánh mắt khi, nhất định là có tân con mồi, không biết vì sao hắn trong đầu, đột nhiên hiện lên Kiều Xuân kia như thiên tiên bộ dáng, lại nhìn về phía nhà mình chủ tử, trong lòng đã là một mảnh hiểu rõ, chủ tử, Kiều Xuân nữ nhân kia, nếu thu làm mình dùng, tương lai định có thể trở thành hữu lực hậu thuẫn, nếu không thể thu làm mình dùng.
sợ này đây sau cũng sẽ trở thành chúng ta uy hiếp lớn nhất. Ta xem kia Hoàng Thái Hậu tựa hồ có muốn nhận nàng vì nghĩa nữ ý tưởng, không bằng, thuộc hạ tìm cơ hội thế chủ tử yêu cầu hòa thân, hoàn toàn nhận lấy nàng. Tấn quốc sứ giả vừa nói vừa thật cẩn thận đánh giá chủ tử biểu tình, thấy hắn khóe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt cười, trong lòng biết chủ tử đã ngầm đồng ý cái này cách làm. Kia nam tử nhắc tới, ấm đồng, cột nước từ từ nghiêng mà xuống, thủy quang liễm diễm, thủy sắc làm nổi bật ở hắn đáy mắt, nổi lên tầng tầng gợn sóng, cấp chính mình đổ một ly trà, đoan đến trước mũi, nhắm mắt tinh tế nghe hương, tức khắc cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nàng đến tột cùng là cái như thế nào nữ tử, tài hoa, gan dạ sáng suốt, bên ngoài đều là nhất đẳng nhất, như vậy nữ tử nói là một giới nông phụ, nói thật, hắn thật sự không tin, chẳng lẽ cửu thiên ở ngoài thật sự có điều gọi linh tiêu. Điện, nàng thật là trà tiên tử, như vậy nữ tử, hắn lần đầu tiên nhìn thấy, như vậy nữ tử, hắn muốn, làm việc phải cẩn thận, không thể để cho người khác bắt lấy bất luận cái gì nhược điểm, chúng ta phái ra đi những người đó đều an bài hảo sao. Kia nam tử mở mắt ra, đáy mắt đã là một mảnh quạnh quẽ, như một uông sâu không thấy đáy hàn đàm, ngăm đen thâm thúy. Tấn quốc sứ giả chắp tay hành lễ, cung kính nói, thỉnh chủ tử yên tâm, hết thảy đã theo kế hoạch tiến hành, sẽ không có bất luận cái gì sai lầm. Đột nhiên, kia nam tử trên mặt sậu khởi lạnh lẽo, đôi tay xúc tiến trong tay áo, đột nhiên, lưỡng đạo ngân quang bắn về phía nóc nhà, trong mắt chiết xạ chung lưỡng đạo lãnh liệt thị huyết quang, môi mỏng khẽ mở, đi xem. Tấn quốc sử quốc nhanh chóng đẩy ra cửa sổ, từ trên cửa sổ nhảy mà thượng. Tới rồi nóc nhà lại chỉ thấy vài giọt ám hắc huyết cùng ẩn ở trong đêm đen một cái bóng dáng, thỉnh chủ tử thứ tội, người nọ khinh công lợi hại, thuộc hạ vô năng. Tấn quốc sứ giả trở lại trong phòng, đối với nam tử phát một tiếng quỳ xuống, hắn thật là quá đại ý, nóc nhà có người cư nhiên đều không có phát hiện, xem ra, mặt trên cũng đến an hạ thị vệ mới được, chỉ là không biết vừa mới người nọ rốt cuộc nghe xong nhiều ít, đối phương lại là ai. Nam tử mân khẩn môi mỏng, nhàn nhạt nhìn hắn, nói, tái cách lực, ngươi đứng lên đi, người nọ đã chúng ta độc tiêu, sống không quá nửa canh giờ, đối chúng ta sẽ không tạo thành uy hiếp, chỉ là, xem ra chúng ta đã khiến cho người khác chú ý, sau này, mọi việc đến càng thêm tiểu tâm mới được, là, thuộc hạ tuân mệnh. Tái cách lực đứng lên, sùng bái nhìn nhà mình chủ tử, vương gia, ta... Một mặt bóng đen lung lay đi vào Tiêu Giao Vương phủ đại sảnh, mới vừa bước vào đại sảnh, ngã gục liền, Hoàng Phủ Kiệt trong lòng cả kinh, vài bước tiến lên, ngồi xổm Trác Tuyệt trước mặt, trà lau hắn khóe miệng vết máu, thần sắc khẩn trương hỏi, Trác Tuyệt, ngươi, như thế nào lạc, A Kiệt, để cho ta tới nhìn xem. Liễu Như Phong đã đi tới, nhìn Trác Tuyệt khóe miệng ám hắc sắc huyết, vội vàng từ trong tay áo móc ra một cái bình sứ. Đảo ra mấy viên đan dược cho hắn uy đi vào, ngay sau đó lại giơ tay hướng ngực hắn thượng điểm vài cái, bảo vệ hắn tâm mạch, này phi tiêu uy độc, A Kiệt, ngươi nhanh lên ôm hắn vào phòng, ta vừa mới đã uy hắn mấy viên thanh độc hoàn, cũng điểm huyệt bảo vệ hắn tâm mạch, hắn hiện tại yêu cầu nằm thẳng xuống, dưới, ta tái hảo hảo kiểm tra một chút, xem hắn trung chính là cái gì độc. Liễu Như Phong ngước mắt nhìn về phía trong mày Hoàng Phủ Kiệt. Làm hắn đem người ôm đến trong phòng đi, tiến hành trần trị, tiền tài, ngươi đi tìm Tử Nặc lại đây, ta yêu cầu hắn hiệp trợ, xoay đầu, đối một bên tiền tài nói thanh, liền theo sát Hoàng Phủ Kiệt phía sau mà đi, nhìn dáng vẻ Trác Tuyệt chúng độc không tính nhẹ, cũng không biết là cái gì người xử cái gì độc, hắn vừa mới chỉ là tạm thời, bảo vệ hắn tâm mạch, nếu chế điều phối ra giải dược, sợ là cũng có tánh mạng trị ưu, tốt. Tiền tài ứng thanh, vội vàng hướng trúc viện chạy tới, buổi tối còn thấy Trác Tuyệt đứng ở đại ca sau lưng, như thế nào lập tức liền bị trọng thương trở về, bọn họ ba cái ở đường Tử Nặc cùng Kiều Xuân rời đi sau, liền ngồi ở cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, đem vương phủ hạ nhân tất cả đều bính lui xuống đi, giờ phút này đã là đêm khuya, bọn hạ nhân sớm đã nghỉ ngơi, này chạy chân, cũng chỉ có hắn tới hoàn thành, một hơi chạy tiến trúc viện. Tiền tài đôi tay chống ở đầu gối, cong eo, từng ngụm thở phì phò, ngay sau đó lại đứng lên, bước nhanh chiều đường Tử Nặc phòng mà đi, cốc cốc cốc, nhị ca, các ngươi ngủ rồi sao, đã ngủ hạ, ngươi chờ một chút,
Đường Tử Nặc nghe Tiền Tài sốt ruột thanh âm, trong lòng biết nhất định là đã xảy ra cái gì sự, bằng không, hắn cũng sẽ không ở ngay lúc này tới gõ cửa. Ân, nhị ca, là ai à? Kiều Xuân, xoa xoa mê mang mắt buồn ngủ hỏi. Đường Tử Nặc một bên mặc quần áo, một bên nhẹ giọng nói, tam đệ ở bên ngoài, nghe hắn khẩu khí man cấp, ngươi tiếp tục ngủ, ta đi xem, tam ca. Kiều Xuân tức khắc thanh tỉnh lại đây, đêm khuya tam ca tới gõ cửa, xem ra sự tình nhất định không nhỏ, trong lòng cả kinh, nên không phải là trong núi thôn ra cái gì sự đi. Ta lên, Đường Tử Nặc gặp mặt nàng giường mặc quần áo, cũng không tăng thêm cản trở, sậu chạy bộ hướng cửa phòng, mở cửa, nhìn ngoài cửa thở hổn hển Tiền Tài, hỏi, tam đệ, ra cái gì sự lạc? Tiền Tài lôi kéo hắn tay, gấp giọng nói, nhị ca, ngươi nhanh lên qua đi, Liễu bá bá yêu cầu ngươi hỗ trợ, Trác Tuyệt bị thương, chúng độc tiêu, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta hãy đi trước. Đường Tử Nặc thấy hắn cái trán toát ra mồ hôi, hơi thở cũng bất bình, vội vàng tránh ra hắn tay, hướng hắn dặn dò một phen, mũi chân điểm mà, khinh thân một túng, đảo mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Tiền Tài nhìn hắn bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, gục đầu xuống, trong lòng không khỏi than nhẹ, ai, chính mình này thân mình đừng nói là tập võ, chính là như vậy chạy một chút, cũng chịu không nổi, thật không hiểu bị hư hao bộ dáng gì. Kiều Xuân cùng Tiền Tài đuổi tới Trác Tuyệt phòng khi, Đường Tử Nặc cùng Liễu Như Phong đối diện hắn dùng ngân châm bức độc, Hoàng Phủ Kiệt đỡ hắn ngồi ở trên giường, trước ngực, phía sau, trên đầu toàn cắm đầy ngân châm, môi chỉnh màu tím. Kiều Xuân nhìn buổi tối còn hoàn hảo vô thương người, giờ phút này lại giống như búp bê sứ, sinh mệnh như gió chung chi đuốc, hốc mắt nóng lên, ngay sau đó rơi xuống vài giọt nước mắt, rốt cuộc là cái gì người như thế ác độc, cư nhiên dùng độc tiêu đả thương người. Ánh đèn như ngày, trong phòng người tất cả đều nắm một lòng, bận rộn, chờ đợi chờ đợi, thời gian một phân một giây quá khứ, ngoài cửa sổ, đã bắt đầu trở nên trắng, thiên liền phải sáng, hồ liễu. Như Phong thật dài thở ra một hơi, nâng lên tay áo xoa xoa cái trán hãn, bạch mi nhíu chặt, biểu tình lo lắng nhìn Hoàng Phủ Kiệt, nói, A Kiệt, chúng ta một buổi tối, cũng chỉ là thanh một chút độc, như thế âm ngoan độc, ta cũng là lần đầu tiên đụng tới, nếu trong vòng ba ngày không tìm đến giải dược, chỉ sợ. Hoàng Phủ Kiệt anh mi nhíu chặt, ánh mắt lãnh liệt, đôi tay nắm chặt thành quyền, mu bàn tay thượng gân xanh tất hiện, khẩn ninh khóe môi, qua hảo sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói, ta làm hắn đi điều tra Tấn Quốc sứ giả, nếu ta không có đoán sai nói, hắn trúng độc tiêu hẳn là xuất từ Tấn Quốc chi Hằng Vương, tương truyền Hằng Vương lấy phi tiêu bách phát bách trúng mà ra danh, hắn làm người ngoan độc, dã tâm bừng bừng, một lòng muốn cướp lấy Tấn Vương chi vị. Nâng bước đến phía trước cửa sổ, khoanh tay mà đứng, dừng một chút, lại nói, kia Tấn Quốc sứ giả sau lưng tùy tùng, hẳn là chính là trong truyền thuyết Hằng Vương, hắn cải trang mà đến, nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, mà Trác Tuyệt mười có tám chín là nghe được cái gì, cho nên, mới có thể trúng hắn độc tiêu. Liễu Như Phong nghe Hoàng Phủ Kiệt này một phân tích, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, như A Kiệt nói đến, hẳn là Tấn Quốc Hằng Vương bị thương Trác Tuyệt, nhưng bọn họ đã biết có người theo dõi hắn, nhất định sẽ tăng thêm phòng bị, chỉ sợ, chúng ta tưởng từ hắn nơi đó lấy được giải dược, cũng không dễ dàng a, lại khó, ta cũng muốn mang tới giải dược, cứu Trác Tuyệt. Hoàng Phủ Kiệt trong mắt hiện lên kiên định ánh sáng, ánh mắt từ từ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trác Tuyệt từ nhỏ liền bồi hắn cùng lớn lên, ở hắn trong mắt, Trác Tuyệt chính là hắn huynh đệ, hắn cũng chưa bao giờ đương hắn là hạ nhân tới xem, chỉ là, hắn vẫn luôn cẩn thủ chủ tớ chi phân, nhưng là, hắn biết, cứ việc như thế, ở Trác Tuyệt trong lòng, cũng đã sớm đem hắn trở thành huynh đệ, trở thành thân nhân. Liệu bà bá, ngươi, không thể phân giải ra độc dược thành phần, lại phối trí giải dược sao? Chân mày hơi trao, Kiều Xuân ngước mắt nhìn về phía Liễu Như Phong, nhẹ giọng hỏi, Liễu Như Phong tiếc nuối lắc lắc đầu, này độc dược thành phần, liền tính muốn phân giải, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn chỉnh phân giải ra tới, nói nữa, xứng giải dược cũng không phải nhất thời nửa phần là có thể phối ra tới, thời gian thượng, thật sự là không kịp, trước mắt, chúng ta chỉ có tìm bọn họ, muốn giải dược, không còn hắn lộ. Đường Tử Nặc đi đến Hoàng Phủ Kiệt sau lưng, duỗi tay ân ở trên vai hắn, không nói gì an ủi hắn,
đại ca là cái trọng tình trọng nghĩa người, hiện giờ chắc tuyệt bị thương chúng độc, sinh mệnh chưa biết, hắn nhất định thực lo lắng. Đại ca, không bằng đêm nay chúng ta cùng đi Tấn Quốc sứ giả trụ địa phương thăm một chút. Ta nghĩ lại, tất cả mọi người đều vội một buổi tối, đi nghỉ ngơi một chút đi, tạm thời, Trác Tuyệt cũng sẽ không có nguy hiểm, chúng ta đến dưỡng đủ tinh thần, lại chuẩn bị nghĩ cách lộng tới giải dược. Hoàng Phủ Kiệt xoay người, hướng bọn họ vẫy vẫy tay, thật sâu nhìn thoáng qua, trên giường Trác Tuyệt, dẫn đầu đi ra phòng, càng là thời khắc nguy hiểm, liền càng không thể sốt ruột, để tránh tự loạn đầu trận tuyến, chỉ có lâm nguy không chấn, bình tĩnh lại. Mới có thể tìm ra địch nhân uy hiếp, lại tiến hành một đòn chí mạng, mới có thể lấy được thắng lợi. Nhiều năm qua hành quân đánh giặc sinh hoạt, đã làm hắn tôi luyện thành gặp chuyện không loạn tính cách. Đại ca, nói không có sai, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đậu. Ta tin tưởng, mặc kệ địch nhân cường đại nữa, hắn cũng là có uy hiếp. Kiều Xuân nhìn trong phòng vài người, khóe miệng lộ ra nhợt nhạt cười. Bi quan không thể làm sự tình biến hảo, chỉ có lạc quan đối mặt, mới có thể làm tư duy khai khoách, sự tình mới có thể có chuyển biến tốt đẹp. Ân, Xuân Nhi nói không có sai, đi. Thôi, đều nghỉ ngơi một chút. Liễu Như Phong nhìn bọn họ ra khỏi phòng, tùy ở bọn họ sau lưng, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, bổ vừa cảm giác, mới vừa rời giường tẩy sơ xong, Đường Tử Nặc liền từ bên ngoài đi đến, đứng ở nàng mặt sau, lấy quá nàng trong tay cây lửa gỗ. Mềm nhẹ thế nàng sơ mặt sau đầu tóc, nàng tóc đen nhánh lượng trạch, tơ lụa như lụa, ngọn tóc tản ra nhàn nhạt u hương, đây là hắn cố ý vì nàng điều chế phát cao, đã có thể hộ lý tóc, lại có thể phát ra mùi hương. Từ khôi phục ký ức trở lại đường ra sau, hắn tổng ái mân mê một ít nữ tính hộ lý đồ dùng, chỉ vì nàng một người mà phục vụ, chỉ nghĩ làm nàng vì hắn một cái mà nở rộ mỹ lệ. Chính là, hắn vừa mới lại nghe đến một cái không tốt tin tức, kia Tấn Quốc sử quốc, cư nhiên, thỉnh đương kim thánh thượng cấp Kiều Xuân tứ hôn, nam chính cư nhiên là Tấn Quốc Hằng Vương, nói là vì giam cầm hai nước chi bang, cho ma chi lý, bọn họ hoàn hoàn toàn, triệt triệt để đương. Hắn là chết người, nàng là có tướng công, có nhi nữ, được không, nàng tướng công, chính là hắn. Kiều Xuân ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng mày khẽ nhíu Đường Tử Nặc, nhẹ giọng hỏi, nhị ca, ngươi đây là xảy ra chuyện gì, không có việc gì, ngươi này nơi nào là không có việc gì bộ dáng. Kiều Xuân duỗi tay giữ chặt hắn, đứng lên, quay đầu, ngước mắt khẩn trương nhìn hắn, hỏi, có phải hay không trong nhà đã xảy ra cái gì sự, ra cửa bên ngoài, bọn nhỏ không ở bên người. Kiều Xuân luôn là lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Xem ra, sau này tận lực không cần ra xa nhà, thật sự không có cách nào, nàng cũng nhất định phải mang lên quả quả cùng đậu đậu, bằng không, nàng thật đúng là an tâm không xuống dưới. Trong nhà không có việc gì, chính là, ngươi có việc, ta cũng có việc. Đường Tử Nặc nhìn nàng khẩn trương thả dáng vẻ lo lắng, vội vàng phản nắm nàng mềm mại, bao đến lòng bàn tay, bình tĩnh nhìn nàng. Kiều Xuân thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hài tử không có việc gì, trong nhà không có việc gì, bọn họ làm sao có cái gì sự. Đường Tử Nặc nhìn nàng, nhẹ giọng nói, đại ca lâm triều trở về, nói là Tấn Quốc sứ giả yêu cầu hoàng thượng tứ hôn. Nga, tứ hôn liền tứ hôn, quan nàng cái gì sự. Kiều Xuân một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy trên bàn khuyên tai, nhẹ nhàng đường thượng. Đường Tử Nặc thấy nàng không có hiểu ý lại đây, tiếp tục nói. Nói là muốn hòa thân, đối phương là Tấn Quốc Hằng Vương, ân, lại là cái kia ác độc Hằng Vương, ai gả hắn, ai xui xẻo, muốn đưa đi hòa thân người là ngươi, ai. Kiều Xuân đằng mà đứng lên, xoay người, ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Tử Nặc, kia Tấn Quốc người điên rồi đi, nàng có gia có thất có hài tử, nào một cái kiện làm cho bọn họ coi trọng, vẫn là bọn họ Tấn Quốc liền thích có kinh nghiệm nữ tử. Kiều Xuân run lên hạ thân tử, run rớt chính mình trong đầu đoán rằng, nàng bị tức giận đến đầu óc tư duy biến y y, ngươi, Đường Tử Nặc nhìn nàng kích động bộ dáng, duỗi tay chỉ nàng chóp mũi, gật gật đầu, nãi nãi, bọn họ đầu óc có bệnh có phải hay không, ghê tởm bất tử ta a, ta chính là gả heo gả cầu, cũng sẽ không gả cho kia cái gì chó má Hằng Vương. Kiều Xuân sinh khí cực kỳ, rậm rậm miệng, lớn tiếng trương mắng lên. Đường Tử Nặc nghe miệng nàng bạo xuất tới lời thô tục,
hơi chau mi, ngay sau đó lại cười mở ra, như vậy thật tình nàng, mới là thật sự nàng, tuy là bạo thô khẩu, nhưng là, nàng cũng là vì sốt ruột, tức giận, còn có yêu hắn hảo đi, cái này là chính mình thêm đi vào, ha ha, tứ muội, không thể tưởng được ngươi bạo thô khẩu tới, cư nhiên như thế trôi chảy, xuất khẩu thành thơ a. Ngoài cửa truyền đến Hoàng Phủ Kiệt chế nhạo thanh âm, Hoàng Phủ Kiệt, Tiên Tài, Liễu Như Phong ba người sóng vai mà nhập, cười nhìn Kiều Xuân, thực hiển nhiên, nàng vừa mới bạo xuất tới những lời này đó, bọn họ đều nghe được, đại ca, ta hiện tại vô tâm tình cùng ngươi nói, đùa, việc này, Hoàng thượng là như thế nào nói, ngươi đều không có hướng hắn thuyết minh, ta là cái có gia có thất người sao, Kiều Xuân quăng Hoàng Phủ Kiệt liếc mắt một cái, sốt ruột hỏi. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nghe được kia hoàng đế là như thế nào nói, như thế hắn cũng hổ đồ muốn dùng nàng tới hòa thân, kia hắn liền mười phần sai, nàng Kiều Xuân ái bình tĩnh sinh hoạt, cho nên, vô tâm tình chơi những cái đó không dinh dưỡng đồ vật, nếu đem nàng này chỉ thỏ con chọc nóng, này, nàng chính là sẽ cắn dùng, cái này liền tác chiến khu vực đồ cũng chưa phổ cập địa phương, nếu nàng dùng tới những cái đó 36 kế. Binh pháp tôn tử, cái này đại tề triều phải đổi chủ nhân, Hoàng huynh, hắn còn không đến mức như vậy hồ đồ, hắn không có đáp ứng, Hoàng Phủ Kiệt ánh mắt lập lòe hạ, thanh âm ôn hòa nói, hắn nói suy xét, phanh, Kiều Xuân trên đầu dâng lên một đóa mây nấm, cắn chặt ngân nha, căm giận nói, suy xét, hắn bằng cái gì thay ta, suy xét, đại ca, nhà ngươi huynh trưởng có phải hay không đầu óc có vấn đề? Hắn nếu là đầu óc có vấn đề nói cũng đừng đương cái gì hoàng đế, dứt khoát ngươi đảm đương hảo, ngô, đường tử nặc duỗi tay bưng kín Kiều Xuân miệng, mắt hướng khắp nơi quét một vòng, nhìn Hoàng Phủ Kiệt trên mặt nhàn nhạt, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải, cách vách có nhĩ, như vậy đại nghịch bất đạo nói nếu là truyền vào hoàng thượng lỗ tai, không cấm sẽ bị Chu Chín tộc, còn sẽ liên lụy toàn bộ Tiêu Giao Vương Phủ, thậm chí càng nhiều người. Này Xuân Nhi thật là bị tức điên, cư nhiên nói ra nói như vậy tới, ngô, Kiều Xuân phe phẩy đầu, giận mắt trừng to, nhưng đường tử nặc thấy nàng ở nổi nóng, vẫn là không dám buông tay, chỉ là liều mạng đối nàng lắc đầu, trong lòng xẹt qua một trận bất đắc dĩ, Kiều Xuân chiều hắn gật gật đầu, che ở ngoài miệng bàn tay to rốt cổ rời đi, hó nhẹ hai tiếng, ngước mắt nhìn Hoàng Phủ Kiệt, nhẹ giọng, nói, thực xin lỗi. Đại ca, ta bị khí hôn mê đầu, nói không lựa lời, nhưng là, nếu một quốc gia an bình muốn dựa một nữ nhân gắn bó, ngươi không cảm thấy, như vậy quốc gia quá yếu ớt sao, nhẹ nhàng nhìn lướt qua trong phòng mấy người, lại nói, một quốc gia chỉ cần cường đại lên, mới sẽ không làm người nắm đi, binh lực, tài lực, dân sinh đây mới là quốc gia cường đại căn bản, dựa nữ nhân hòa thân tới đổi lấy ngắn ngủn mấy năm hòa bình, đó là một cái bệnh quốc, một cái nạo. Quốc, sớm hay muộn có một ngày, cũng là sẽ bị, Hoàng Phủ Kiệt chiều nàng vẫy vẫy tay, nàng lời nói, đã chấn động hắn tâm, không có sai, nếu một quốc gia đủ cường đủ đại, mặt khác quốc gia nào dám để cái gì hòa thân, kia an an lại như thế nào sẽ xa gả tha hương, binh lực, tài lực, dân sinh, Tấn Quốc tuy là phú quốc, lại mà ít người thiếu, binh lực không cường, bọn họ lần này yêu cầu Kiều Xuân hòa thân. Chỉ sợ là vì đoạn đi đại tề triều lá trà phát triển, ngăn cản đại tề triều tài lực phát triển, quả thật là cái ác độc người, cư nhiên nghĩ vậy sao một tổn hại chiêu, ngước mắt quét về phía đường tử nặc cùng Kiều Xuân, trong lòng đốn là có ý tưởng, tứ muội mẫu hậu sai người tới thỉnh ngươi buổi chiều tiến cung, không bằng, ta cùng nhị đệ cùng nhau bồi ngươi đi, dân gian đều truyền Kiều Xuân là cái quả phụ, hôm nay lâm triều quá sau. Hắn hướng Hoàng huynh cho thấy Kiều Xuân trượng phu đã trở về, nhưng Hoàng huynh lại không muốn tin tưởng, tưởng hắn giúp Kiều Xuân đẩy rớt hòa thân lý do, hiện giờ cũng chỉ có thể thỉnh mẫu hậu hỗ trợ, Hoàng huynh là cái đại hiếu tử, mẫu hậu nói, hắn vẫn là nghe, Kiều Xuân mặc kệ là về tư vẫn là về công đều không thể đi hòa thân, đại tề triều tương lai gia tăng tài lực còn phải dựa nàng, lá trà là khối thịt mỡ. Mở rộng gieo trồng, tăng gia sản xuất tăng chủng loại, liền nhất định, có thể làm đại tề triều trở thành chung quanh các nước mạnh nhất giàu có quốc gia, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, Kiều Xuân nhìn Hoàng Phủ Kiệt, hỏi, Hoàng Thái Hậu, tìm ta tiến cung, sẽ có cái gì sự tình, ta tưởng mẫu hậu là thật sự thực thích ngươi, muốn tìm ngươi tâm sự thiên đi, tứ muội,
nếu mẫu hậu đưa ra tưởng nhận ngươi vì nghĩa nữ, ngươi nhất định phải đáp ứng. Về tư làm nhi tử, ta hy vọng mẫu hậu có thể vui vẻ. Về công ngươi nếu trở thành công chúa, đối với ngươi sau này cũng là có trợ giúp, rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó. Hoàng Phủ Kiệt suy đoán một chút mẫu hậu tâm tư, trực tiếp hướng Kiều Xuân cho thấy chính mình cái nhìn. Kiều Xuân nhàn nhạt nhìn chăm chú vào hắn, khẽ gật đầu, ân, ta minh bạch đại ca dụng ý, nói, ánh mắt dừng ở một bên Liễu Như Phong trên mặt, thấy trên mặt hắn lộ ra vui mừng tươi cười, trong lòng ấm áp lưu tranh. Liễu bá bá đối thái hậu loại này bởi vì ngươi vui sướng, cho nên ta hạnh phúc tình cảm, nàng thật sự thực cảm động. Đại ca, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Kiều Xuân nhìn Hoàng Phủ Kiệt, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói đi, đại ca, đáp ứng ngươi, ta có thể hay không không cần tái giống như ngày hôm qua như vậy trang điểm, quá mệt mỏi người. Kiều Xuân vảnh lên miệng, chớp mắt, đáng thương hề hề nhìn hắn, ha ha ha. Trong phòng tiếng cười một mảnh, ăn qua cơm trưa sau, hơi làm nghỉ ngơi, Hoàng Phủ Kiệt cùng Đường Tử Nặc, Kiều Xuân ba người liền ngồi xe ngựa trực tiếp chạy về phía Hoàng Cung, dọc theo đường đi bởi vì có Hoàng Phủ Kiệt làm bạn, nhưng thật ra thông hành không bị ngăn trở. Tĩnh Ninh Cung, khởi bẩm Thái Hậu Nương Nương, Tiêu Giao Vương cùng Kiều Xuân đám người đã đến, điện trước thị vệ đi vào đại điện, cung kính hướng chủ vị Thượng Hoàng Thái Hậu bẩm báo. Nga, Xuân nha đầu, các nàng tới rồi, mau mau làm cho bọn họ tiến vào. Hoàng Thái Hậu nghe nói lập tức cười mị mắt, vội vàng phân phó làm các nàng tiến vào. Ngồi ở điện hạ Đổng Quý Phi vừa nghe Kiều Xuân tới, hẹp dài mắt phượng đột nhiên hiện lên tinh quang, đứng ở nàng bên cạnh người Đàm ma ma nhẹ nhàng ở nàng phía sau, ấn hạ, lẫn nhau thần thông hiểu ngầm. Đổng Quý Phi thấy Kiều Xuân từ cửa đại điện đi đến, vội vàng đứng lên. Toại bước đón qua đi, khóe miệng lộ ra một mặt nụ cười ngọt ngào, nhiệt tình dắt qua Kiều Xuân tay, cười nói, Xuân Nhi muội muội, Thái Hậu Nương Nương đã chờ ngươi một hồi lâu, tới, đến tỷ tỷ bên này ngồi. Mọi người nhìn Đồng Quý Phi nhiệt tình bộ dáng, đều là ngẩn ra, này từ trước. Đến nay cao ngạo Đồng Quý Phi hôm nay là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, cư nhiên khuất thân đi nghênh đón một giới nông phụ. Hơi ngẩn ra hạ, Kiều Xuân ngơ ngác nhìn Đổng Quý Phi, nàng nhận thức nàng sao, liền lời nói cũng chưa nói qua, sao liền cảm tình hảo đến gọi thẳng tỷ muội. Hoàng gia nữ nhân quả nhiên giả dối đến có thể, rõ ràng trên mặt đôi nổi lên ý cười, nhưng nàng mắt lại là lạnh băng. Kiều Xuân trong lòng rất là phản cảm, nàng ghét nhất loại này giả dối nữ nhân, bất quá, này hoàng gia nữ nhân cũng là đáng thương. Tranh tới đấu đi chỉ vì giành được quân chủ kia đạm bạc như băng ái, gợi lên khóe môi, ngước mắt nhú nhu nhìn về phía Đổng Quý Phi tinh xảo khuôn mặt, cười nói, Quý Phi nương nương như thế hậu ái, dân phụ cũng không dám đương, muội muội đây là nói chi vậy, tỷ tỷ nhìn muội muội rất là thân thiết, nào có những cái đó tục lễ. Đổng Quý Phi cười khẽ, vỗ vỗ Kiều Xuân mu bàn tay, lôi kéo nàng liền hướng trong đại điện mặt đi. Kiều Xuân vô ngữ, không nghĩ cùng nàng giả dối khách sáo, đi đến đại điện trung ương, nhìn chủ vị Thượng Hoàng Thái Hậu, khóe miệng tràn ra một mặt ấm áp nhu cười, cung kính hành lễ, tham kiến Thái Hậu Nương Nương, Thái Hậu Nương Nương thiên tuế thiên thiên tuế. Thái Hậu cười ha hả nhìn Kiều Xuân, vội vàng phất tay làm nàng đứng dậy, cười nói, Xuân nha đầu, không cần như thế giữ lễ tiết, phương diện này không có người ngoài, không cần hành đại lễ, lại đây, đến ai? Ra bên người tới ngồi, Thái Hậu mãn nhãn hiền lành nhìn nàng, hướng nàng vẫy vẫy tay, vỗ vỗ chính mình bên cạnh vị trí. Kiều Xuân hành lễ cảm tạ, ngoan ngoãn mà đi vào Thái Hậu bên người, tùy ý nàng cười tủm tỉm lôi kéo tay nàng, tươi cười rất là nhu mỹ, cho người ta một loại thực ấm áp cảm giác. Thái Hậu cười kéo nàng ngồi ở chính mình bên người, khóe mắt dư quang, quét đến Hoàng Phủ Kiệt bên cạnh Đường Tử Nặc khi, không cấm hơi ngẩn ra hạ. Hoàng Phủ Kiệt cùng Đường Tử Nặc thấy Thái Hậu nhìn lại đây, vội vàng hành lễ, nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an. Thảo dân Đường Tử Nặc tham kiến Thái Hậu Nương Nương, Thái Hậu Nương Nương thiên tuế thiên thiên tuế. Thái Hậu đánh giá Đường Tử Nặc liếc mắt một cái, thấy hắn tuấn giật bất phàm, ôn nhuận nhĩ nhã, tức khắc tâm sinh hảo cảm, cười ha hả hỏi, Kiệt nhi, vị này chính là mẫu hậu, vị này chính là ta nghĩa đệ Đường Tử Nặc. Hoàng Phủ Kiệt cười duỗi tay chỉ vào Đường Tử Nặc, tiếp tục hướng Thái Hậu giới thiệu nói, mẫu hậu, ta nghĩa đệ là Liễu bá bá đồ đệ, cũng là tứ muội tướng công, Nga.
Thái hậu vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn Hoàng Phủ Kiệt, hỏi, ta nhớ rõ người Liễu bá bá đồ đệ không phải kêu Liễu Như Phong sao, hắn cái gì thời điểm lại thu cái tân đồ đệ. Ngồi ngay ngắn ở một bên Đổng Quý Phi, thấy Thái hậu nương nương cư nhiên làm Kiều Xuân cùng nàng ngồi chung, đã là thực đố kỵ, lúc này nghe Tiêu Gia Vương nói trước mắt trong điện này, nam tử, cư nhiên là Kiều Xuân tướng công, không khỏi chấn động. Kiều Xuân không phải quả phụ sao, như thế nào sẽ có tướng công, nghĩ lại tưởng tượng, như vậy càng tốt, chính mình cũng không cần thao cái kia tâm, Hoàng thượng tổng không thể đoạt người chi thê đi, ta nhị đệ năm đó bị Liễu bá bá cứu, mất đi ký ức, lần trước mới khôi phục ký ức, bọn họ phu thê cũng vừa mới vừa tương nhận gặp lại không lâu, Hoàng Phủ Kiệt nhìn hạ Kiều Xuân, lại nhìn hạ thân bên đường tử. Nặc, chậm rãi hương Thái hậu nói lên bọn họ hai vợ chồng khúc chiết trải qua, Thái hậu nghe nghe, hốc mắt không cấm ướt át lên, quay đầu, thương tiếc nhìn Kiều Xuân, dắt tay nàng, đau lòng nói, thật là cái đáng thương hải tử, hạnh đến ông trời phù hộ, cho các ngươi hai vợ chồng khổ tận cam lai, ai ra thật là vì các ngươi cảm thấy vui vẻ, nói, ánh mắt quét về phía đường tử Nặc, vừa lòng gật gật đầu. Cười nói, tử Nặc, Kiệt Nhi, các ngươi ngồi xuống đi, tạ mẫu hậu, tạ, Thái hậu nương nương. Thái hậu lại xoay đầu, khóe mắt rưng rưng nhìn Kiều Xuân, nhẹ giọng hỏi, Xuân nha đầu, ai ra cảm thấy cùng ngươi rất hợp duyên, Hoàng thượng giá lâm. Lời nói còn chưa nói xong, cửa điện ngoại liền vang lên thái giám tiêm tế thanh âm, Hoàng Phủ Kiệt cùng đường tử Nặc đồng thời liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Lúc này, Hoàng thượng như thế nào sẽ có rảnh tới Tĩnh Ninh cung, ngồi ở bọn họ đối diện Đổng Quý Phi trong mắt hiện lên một đạo hưng phấn quang, trong lòng không cấm suy đoán, Hoàng thượng có phải hay không tới nơi này tìm nàng, liền nói sao, hắn như thế nào khả năng bỏ được nàng đâu, Thái hậu dừng lời nói, ánh mắt từ Kiều Xuân trên mặt bỏ qua một bên, vặn đầu nhìn phía cửa đại điện, Hoàng đế buổi sáng hạ chiều sau mới đến thỉnh an quá. Lúc này như thế nào có rảnh lại đây, đoàn người các hoài tâm tư, Kiều Xuân từ Thái hậu bên người đứng lên, đi đến đại điện thượng cùng đường tử Nặc bọn họ sóng vai, đứng chung một chỗ, thấy Hoàng Phủ Tuấn lãng thanh cười từ ngoài điện đi đến, sôi nổi quỳ xuống hành lễ, thần đệ tham kiến Hoàng thượng, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, thảo dân tham kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, dân phụ tham kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng Phủ Tuấn cười đi vào cửa điện, ánh mắt đảo qua Đổng Quý Phi cùng đường tử Nặc khi, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, ngay sau đó ẩn với đáy mắt, cười đối chủ vị. Hoàng Thái Hậu thỉnh an, nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an, tục mà đối với con ngồi xổm trên mặt đất những người đó, nói, các ngươi đều đứng lên đi, Hoàng đế, lại đây, ngồi, Thái Hậu cười vẫy tay. Hoàng Phủ Tuấn mỉm cười nhẹ nhàng cầm gật đầu, long bảo một hiên, ưu nhã mà nhập tòa, sắc mặt nhàn nhạt triều điện hạ quét lại đây, ánh mắt rơi xuống Kiều Xuân trên người, nàng hôm nay không có thịnh trang trang điểm, chỉ là một bộ tìm ra phụ nữ ăn diện, nhưng là, chỉ một bộ màu, xanh lục váy áo tinh chất mộc mạc, chỉ là làn váy thượng thêu chút trắng tinh hoa trà làm điểm xuyết, nhưng mà ở nàng thuần tịnh. Xuất trần khí chất nhuộm đẫm hạ, toàn bộ váy xanh cũng trở nên sinh động lên, vạt áo nhẹ nhàng, góc váy nhẹ dương, nàng tựa hồ thiên vị với màu xanh lục, tầm mắt lặng lẽ hướng lên trên di, nhìn nàng kia trương tinh mỹ mặt trái xoan, băng cơ ngọc da, trơn trượt tựa tô, mịn nhẵn như chi, phấn quang nếu nị, không thi phấn trang mà nhan sắc như chiều, hạ ánh tuyết, mi như liễu diệp, eo như thúc tố, như vậy mỹ nhân nhi. Hắn thật sự không muốn đưa đi hòa thân a, Kiều Xuân cúi thấp đầu xuống, thực không thích Hoàng Phủ Tuấn kia mang theo đoạt lấy tình ánh mắt, người nam nhân này cũng quá cái kia đi, làm trò mọi người mặt, cư nhiên còn dám như vậy xích hài hòa lỏa lỏa đánh giá nàng, hôn quân, sắc nam, xem ra hoàng gia nam tử quả nhiên là mỏng lạnh, vô tình, hơn nữa đều có một viên tranh đoạt danh lợi chi tâm, đương nhiên trừ bỏ nàng đại ca Tiêu Giao Vương bên ngoài. Hoàng đế, ngươi không phải muốn bồi những cái đó sứ giả sao? Thái hậu nhìn nhà mình nhi tử ánh mắt, lại như thế nào sẽ không rõ tâm tư của hắn, vội vàng ra tiếng đánh gãy hắn, cười nhìn đại điện người trên, lại nói, các ngươi đều ngồi xuống đi. Xem ra, nàng đến mau chóng nhận lấy Kiều Xuân cái này nghĩa nữ, gần nhất là thật sự thích nàng, thứ hai cũng vì chặt đứt hoàng thượng niệm tưởng, chính mình sinh dưỡng nhi, tử, có chút cái dạng gì tâm địa gian dảo.
nàng cái này làm mẫu thân, lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới, những cái đó sứ giả, ta làm các đại thần tiếp đón. Hoàng Phủ Tuấn quay đầu, mỉm cười nhìn Hoàng Thái Hậu, duỗi tay xoa xoa ấn đường, rất là phiền não bộ dáng. Thái Hậu nhìn hắn kia hơi phiền não cùng mỏi mệt bộ dáng, quan tâm ôn nhu hỏi nói, Hoàng đế chính là gặp được cái gì phiền lòng sự. Hoàng Phủ Tuấn ngước mắt nhìn về phía Thái Hậu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, kia Tấn Quốc sứ giả, cũng thật là làm trẫm phiền lòng a, bọn họ cư nhiên làm chúng ta theo chân bọn họ hòa thân, nói, ánh mắt lơ đãng quét về phía điện hạ Kiều Xuân, hòa thân. Hoàng Thái Hậu thấp giọng lặp lại một chút, đuôi lông mày khẩn ninh, ý vị thâm trường nhìn Hoàng Phủ Tuấn, nói, Hoàng đế, hòa thân việc này đến tam tư mới được. Năm đó An An xa gả Trần Quốc, tuy là đổi lấy mấy năm hòa bình, nhưng là, hiện tại bọn họ Trần Quốc không như cũ đối chúng ta đại, tề chiếu như hổ rình mồi. Thái Hậu nói xong, lắc lắc đầu, bưng lên bên cạnh người chén trà, nhẹ nhàng xuýt một ngụm, này hòa thân kỳ thật một chút ý nghĩa đều không có, một quốc gia chính mình không đủ cường đại, chỉ dựa ra bên ngoài đưa nữ tử, lại như thế nào có thể làm những cái đó lòng muông dạ thú thỏa mãn đâu. Chính là, mẫu hậu, Tấn Quốc là chung quanh các nước tài lực mạnh nhất quốc gia, nếu, chúng ta không đáp ứng hòa thân, chỉ sợ bọn họ sẽ bỏ dở hai nước dung, thương, hơn nữa, bọn họ còn đáp ứng tặng trà miêu, còn sẽ phái người tới dạy ta triều bá tánh loại cây trà, này cây trà chính là thứ tốt a. Hoàng Phủ Tuấn chậm rãi trình bày Tấn Quốc sứ giả khai ra mê người điều kiện, hắn hiện tại chính là dãy dụa thật sự a. Điện hạ Hoàng Phủ Kiệt vừa nghe, vội vàng ra tiếng hướng Hoàng thượng cùng Thái Hậu, nói, Hoàng huynh, ngươi nếu muốn mở rộng cây trà gieo trồng, cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu, trước mắt chúng ta tân sản xào chế trà xanh chính là so với bọn hắn Tấn Quốc lá trà còn muốn nổi danh, Kiều Xuân đối gieo trồng cây trà, chế lá trà nhưng đều là nhất đẳng nhất người thạo nghề, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào chính mình loại lá trà. Thái Hậu vừa nghe, lập tức nở nụ cười, tán thưởng nhìn Kiều Xuân, cười nói, Kiệt Nhi nói có đạo lý, Hoàng đế, chúng ta có nhân tài, hà tất cầu bọn họ Tấn Quốc, bọn họ Tấn Quốc ngầm đánh cái dạng gì tâm tư, Hoàng đế trong lòng cũng nên có vài phần sáng tỏ. Hoàng Phủ Tuấn nghe này vừa nói, trong lòng lập tức nhạc nở hoa, cũng không phải là sao, chính mình trong triều liền có loại cây trà. Chế lá trà người tài ba, cần gì phải đi cầu Tấn Quốc đâu, chính mình thật đúng là bị bọn họ khai ra tới điều kiện cấp hướng hôn mê đầu, hiện tại nghĩ đến, Tấn Quốc bên kia nói rõ muốn Kiều Xuân đi hòa thân, này không lay động minh muốn chặt đứt bọn họ đại tề chiều gieo trồng cây trà căn sao, thật là quá tàn nhẫn hiểm, mà hắn, cư nhiên mắc mưu. Hoàng Phủ Tuấn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận Tấn Quốc dụng tâm, tức khắc, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn chính mình hôm nay buổi sáng không có đáp ứng, bằng không, hắn liền bạch bạch tặng Tấn Quốc một cây cây dụng tiền. Hoàng đế, ai ra muốn nhận Kiều Xuân vì nghĩa nữ, như vậy, Xuân nha đầu cũng coi như là chúng ta người trong nhà, sau này, làm nàng tới khoách thực cây trà cũng mở rộng, cũng là một kiện mỹ sự. Thái Hậu nhìn chăm chú Hoàng Phủ Tuấn, mỉm cười nói ra ý nghĩ của chính mình, chính là, mẫu hậu, Hoàng đế tâm tư. Mẫu hậu đều minh bạch, Thái Hậu đoạn hạ hắn nói, hiền lành nhìn hắn, lắc lắc đầu, quay đầu, nhìn điện hạ Kiều Xuân cùng Đường Tử Nặc, cười nói, Xuân nha đầu, ngươi nguyện ý làm ai ra nghĩa nữ sao? Hồi Thái Hậu nương nương, Kiều Xuân nguyện ý, cảm ơn Thái Hậu nương nương hậu ái. Kiều Xuân đứng lên, đi đến giữa điện, đối với chủ vị người trên nhi, hành lễ nói lời cảm tạ, hảo, 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 đứng lên đi, ngoan nữ nhi, từ giờ trở đi ngươi nên sửa miệng, tiếng la mẫu hậu đi. Thái Hậu đại hỉ, hẹp dài mắt phượng cười thành một cái phùng, đối với sau lưng Lý Ma Ma, phân phó nói, Lý Ma Ma, ngươi đi đem ta kia đối ngọc uyên ương, khóa vàng, ngọc như y lấy tới cấp công chúa. Kiều Xuân đứng lên, nhu cười nhìn về phía Thái Hậu, ngọt ngào hô, mẫu hậu, hảo, thật tốt. Thái Hậu thật sự là thật là vui, này không chỉ có nhận cái chính mình thích nghĩa nữ, còn chặt đứt nhi tử không nên có ý niệm, sau này, nàng lá trà chi lộ vô cùng có khả năng còn đem trở thành đại tề triều tài phú nơi phát ra. Đường Tử Nặc, ngươi cho rằng cần phải hảo hảo đối đãi ai ra công chúa, bằng không, ai ra cũng sẽ không buông tha ngươi. Nửa là nghiêm túc, nửa là vui đùa lời nói, nghe được Kiều Xuân trong lòng rất là ấm áp, mà Đường Tử Nặc càng là vui vẻ,
Kiều Xuân rốt cuộc miễn đi hỏa thân nguy hiểm. Hoàng Phủ Tuấn nghe Thái Hậu nói, trên mặt tươi cười một đốn, mày rậm nhíu chặt, hỏi, mẫu hậu, hắn là ai? Hoàng đế, hắn là Xuân Nha Đầu tướng công. Tướng công, nàng không phải. Hoàng Phủ Tuấn trong lòng cả kinh, rất là kinh ngạc, không phải nói Kiều Xuân là cái quả phụ sao, hắc hắc, việc này nói ra thì rất dài, sau này ai ra có rảnh lại cùng ngươi nói đi, hiện tại chúng ta đến thương lượng một chút, nên cấp Xuân Nha Đầu cái gì danh hào, cũng hảo nghĩ chỉ thông cáo thiên hạ. Thái Hậu lại một lần đoạn hạ Hoàng Phủ Tuấn nói, việc này làm được càng nhanh càng tốt, vốn dĩ hoàng gia nhận nghĩa nữ, cũng không cần thông cáo thiên hạ, nhưng là, nàng lần này cũng là có mục đích, ít nhất, làm người trong thiên hạ đều biết Kiều Xuân sau này chính là hoàng gia người, cũng là có thể đối những cái đó đánh hoa chủ ý người chấn nhiếp vài phần,